Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Thuận Thiên và tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Và hai tập truyện ngày hôm nay khá dài nên họ Thuận rất mong quý vị hãy cố gắng đón nghe hết cả hai tập truyện này nhé. Mời quý vị đến với tập truyện đầu tiên của tác giả Thuận Thiên. Một buổi chiều nữa lại về trên vùng quê nhỏ. Ánh nắng vẫn chưa chịu khuất sau mảng mây đang đợi sẵn cuối chân trời đằng Tây. Những trận gió nhẹ nhẹ cuối buổi chiều thổi xuyên qua bụi chuối ở góc vườn rồi đi ngang qua đống rạ cả đổ ập vào mảng sân nhỏ. Ông Thành ngồi ở chiếc bàn mộc đặt dưới gốc bồ đề, đưa tay vần về điếu thuốc lào, vừa đưa vào nó miệng vừa lẩm nhẩm. Nắng thế này thì luống rau cải mới vãi coi như cũng công toi. Rõ khéo cho cái sự tính toán, đúng là lấy phải vợ dại hại ca một đời mà. Vừa lúc này bà Thanh bước ra đến nơi. Bà hứ lên một tiếng rồi song cặp mắt khó chịu lên nhìn chồng. Bằng thái độ không mấy thiện cảm, bà vu vơ gắt. Vâng, tôi dại vậy đó. Sao trước đây biết tôi dại như thế mà ông còn lấy tôi làm gì, để giờ phải oán thán. Dễ thường rời nắng thì không ai dám vãi rau ấy à. Thế thì rau trên chợ có khi người ta trồng dự trữ từ năm ngoái đến năm nay, người ta mới đem ra bán chắc. Tôi nói thật nhé, ông cứ bớt cái tính ngang bướng của ông đi thì mọi chuyện trong nhà này sẽ ổn hết. Ông Thành ngơ ngác trước một chàng chỉ trích của vợ. Chưa kịp cất giọng thì bà Thanh lại tiếp. Nhà này mà không có tôi đứng ra quán xuyến thì có mà loạn. Mới hôm nào đấy còn chưa sáng mắt ra còn ở đó mà lên vẻ mặt ta đây. Thật là đến chán. Ông Thành biết vợ mình đang cố tình khơi gợi lại chuyện xảy ra cách đây chưa lâu về việc mình đánh bài ăn tiền bên nhà lão Sửu hàng xóm. Hôm đó lão Sửu mời bà con xóm giềng tập trung sang nhà ông ta để ăn mừng đầy tháng cho cháu nội ông ta. Sau khi cơm rượu no nê, mấy lão rủ nhau ngồi giải trí một lát cho vui bằng cách chơi mấy ván phỏm ăn tiền. Bình thường thì ông Thanh ít khi chơi lắm vì đa phần tiền bạc trong gia đình bà Thanh là người quản lý. Ông rất hiếm khi có tiền trong người. Nhưng hôm đó bà vợ đưa tiền mừng cho ông đi ăn cỗ, tiện thể bà đưa luôn tiền để ăn xong ông ghé chợ mua cặp lợn về nuôi. Có chút tiền trong người lại cộng với hơi men đang lên, ông Thanh sau khi nghe lời rủ rê của mấy lão kia thì hăng lắm. Ông sẵn giọng đáp. Các bác nói chí phải, mấy khi mới có dịp anh em mình tề tựu đông đủ với nhau như thế này. Thôi thì chỉ bằng ta ngồi xuống đây làm với nhau mấy ván. Trước là để giải trí, sau là để anh em giao lưu chuyện trò với nhau một tí cho vui. Vài đồng bạc đáng gì đâu, các ông ăn thì tôi nhịn, mà tôi ăn thì các ông nhịn chứ lo gì. Lọt sàng thì xuống nia cả, phải không nào các bác? Mấy lão kia thấy lạ vì bình thường mấy khi mà lão Thanh này có tiền trong người đâu. Một ông cất giọng nói như mỉa mai. Thời đại đổi mới, đảo điên, chó lại có váy lĩnh. Gớm, tôi về đây, chả dại không khéo chơi được vài ván lại nghe chữ ngập mặt. Ai trong xóm này cũng đều biết rằng bà Thanh vốn nổi tiếng là người không phải dạng vừa. Vì thế mà dù có máu chiến thì một số người cũng tỏ ý kiêng dè, không chơi với ông Thanh. Nhưng cũng có vài lão nói. Tôi cóc sợ, ông ấy rủ mình chơi chứ mình có ép buộc ông ấy đâu mà lo. Nào, ông Thanh, ông thích thì ngồi xuống đây, chúng tôi tiếp ông. Ván đấu vừa bắt đầu, bài vừa chơi xong thì quả nhiên từ ngoài đầu ngõ đã nghe tiếng dép lẹt bẹt của bà Thanh. Mặt bà hầm hầm tiến vào bên trong, đi ngang qua chỗ bờ hè. Vợ ông Sửu đang ngồi uống nước với vài người nữa đon đả nói. Ôi, bác Thanh qua đây hả? Bác ngồi đây mời nước với chúng tôi cho vui ạ. Hồi nãy sao bác không qua mời cơm luôn với gia đình tôi luôn thể ạ? Một bác ngồi bên cạnh ghé tay bà Sửu bảo nhỏ. Lớn chuyện rồi, hôm nay kiểu gì về ông Thanh cũng bị nói cho nhức xương cho mà xem. Người khác thêm. Mà mấy ông kia cũng quá lắm, ăn uống xong còn bày đặt bài với bạc. Bây giờ mới bị phiền phức đây này, khổ thế đấy. Bà vừa dứt câu thì từ phía trong nhà đã nghe thấy tiếng bà Thanh chua lòe cất lên. Ôi giời ơi là giời, đẹp mặt chưa này. Giữa lúc bận rộn tất cả thế này mà ngồi đây một lũ đánh bài thế này đây này. Sướng lắm rồi đấy hả? Dựng mỡ cả một lũ. Rồi bà chỉ mặt ông Thanh. Ông có khôn hồn thì ông đứng lên mau cho tôi. Đừng để tôi phải gào toáng lên cho cả lang cả tổng này nghe nhé. Tiền tôi đưa cho ông mua lợn đâu rồi? Mất sạch rồi có phải không? Giời ơi, làng nước ơi,
Có ai khổ thân như tôi không rồi ơi? Cả đám đang quay chung quanh chiếu, gom vội mấy đồng tiền dưới vòng chân mình, bỏ vào túi rồi lục tục đứng lên. Phía ngoài sân nghe thấy ồn ào, vài người kéo vào ôm vai bà Thanh rồi can. Thôi mà bác Thanh ơi, nói vậy là mấy ông ấy biết rồi. Bác cứ về đi, rồi ông Thanh ông ấy về ngay đấy mà. Đang bực tức, bà Thanh quay sang chỉ mặt bà Sửu nói. Chính ra bác mới là đáng trách nha. Tôi tưởng nhà bác mời sang đây ăn đầy tháng cho cháu, ăn xong rồi về nên tôi mới tin tưởng giao cho lão ấy đi. Ai ngờ bác lại chứa chấp cho mấy lão ấy bài bạc thế này à. Tôi cũng tuyên bố luôn cho bác biết nhé. Từ nay trở đi, tôi mà bắt gặp lão Thanh nhà tôi chơi bên này thêm một lần nào nữa là bác không xong với tôi đâu. Tôi đào cho cả lang cả tổng này biết là nhà bác chứa chấp tệ nạn đấy. Vốn dĩ là người hiền lành, khoan hòa, nên bà Sửu chỉ gật đầu cho qua và nói vấn an thêm vài câu để cho bà Thanh ra về cho yên chuyện. Hơn thế nữa, hôm nay là việc nhà mình nên bà cũng không muốn rùng beng, chỉ tổ rắc rối mà thôi. Mọi người hết lời nói mãi thì bà Thanh mới chịu im lặng mà ra về. Đến hôm nay, hễ cứ khi nào bực tức, bà Thanh lại lôi chuyện đó ra, nói với chồng. Bà cứ đinh ninh ông Thanh có tiền riêng giấu giếm không cho bà biết. Ông Thanh tra thêm điếu thuốc nữa vào nó, rồi nhìn bà Thanh nói như gắt. Bà có thôi ngay đi không? Năm thì mười họa chồng chơi có một hôm, và bà nhằn đi nhằn lại như chó nhằn rẻ rách. Mà hôm ấy đã chơi được ván nào đâu mà. Vừa ngồi xuống thì bà đến đi thầy. Bà Thanh giận dữ đáp. Ông để còn ra mồm à? Không phải năm thì với mười họa gì cả, kể cả một phút cũng không được. Ông định làm giàu bằng cái thứ đó hay sao hả? Tính dỡ nhà người ta về làm chuồng lợn hả? Này, tôi không ăn cái tiền đó đâu nhá. Người xưa nói rồi, của đi xin thì cất trong nhà, của làm ra thì để trên gác, của cờ bạc thì để ngoài sân, mà của bất nhân thì mang ra ngõ. Bên chắc gì những cái thứ phù vân sớm hợp chiều tan như thế hả? Ông chỉ cần siêng năng, chăm chỉ là được. Tôi không khiến ông phải tìm cá hám dầu. Gớm, mặt ông mà ăn được của thiên hạ, có trời mà lại sụp. Ông Thanh im lặng, biết mình đã đuối lý. Ông nhẹ nhàng thở dài rồi chống hông đứng dậy bước vội vào trong nhà. Bà Thanh nói với theo. Ông trong nhà, rồi lát nữa đến giờ cơm chiều thì tranh thủ nấu giùm tôi nhé. Tôi đi sang họp tổ Phật tử đây. Các bà ấy vừa gọi báo. Ông Thanh không đáp lại gì, chỉ im lặng. Sự im lặng đó nó đồng nghĩa với việc là chấp nhận lời nói vừa rồi của vợ mình. Đã mấy năm nay, bà Thanh tham gia vào câu lạc bộ những Phật tử cùng đi chùa với mấy bà bạn trong xóm ngoài thôn. Có nhiều lúc bực bội vợ mình lắm, ông Thanh nói. Tôi thấy bà cứ quanh năm suốt tháng đi chùa nọ chùa kia mà cũng có hơn gì đâu. Nếu thực tâm bà hướng thiện thì tôi chỉ mong mỏi nhất là bà sửa được cái tính chanh chua của bà là tôi đã mừng lắm rồi đấy. Kể ra thì ông Thanh nói cũng không sai. Hàng tuần hàng tháng bà Thanh cứ đi chùa. Đi đến hoài mà về đến nhà thì bà giao tiếp với chồng với hàng xóm không khác trước gì cả. Chẳng biết từ khi nào, cái phong trào đi chùa ở vùng nông thôn lại trở nên rầm rộ đến vậy. Người người rủ nhau đến chùa cúng kiếng thắp hương rồi cầu khấn, như mình là một tín đồ trung thành của đạo Phật vậy. Mấy ai hiểu được rằng, mày ngáo cả xa không làm lên thầy tu. Bởi lẽ sách Phật có dạy rằng, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Có nghĩa rằng là nếu tâm đã thiện, thì không cớ gì cứ lên chùa mới là thành kính, mới là hướng Phật. Những trường hợp như bà Thanh đây đang tu hành theo phong trào đến độ mù quáng. Bên cạnh việc lên các chùa thắp nhang lễ bái, các bà còn rủ nhau đến các đền phủ hầu đồng hầu bóng. Việc làm đó chẳng khác nào cổ vũ trong phong trào mê tín dị đoan. Bà vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng nhà này ông chồng thì nhu nhược so với thiên hạ, có thể nói là kém cỏi. May nhờ có bà năng đi chùa chiền, lên đền xuống phủ nên mới bình yên đến giờ phút này. Có lần bà bảo ông Thanh. Tôi là chăm sự ở đều lo cho nhà này hết. Ông tuyệt đối không được mở miệng nói những lời lẽ mang tính báng bổ, kẻo lại hối hận không kịp đâu đấy nha. Phật Thánh là linh thiêng lắm. Các cổ đồng bảo tôi rồi, năm nay nhà ta có lộc lớn, đổi đời chả mấy chốc đâu. Chịu khó mà thành tâm xuống phủ lên đền nhang khói đi. Ông Thanh cãi. Thế à? Bà cứ mang tiền của nhà bà cũng hết vào đó. Tôi hỏi bà nhé, đến hết năm nay giả dụ không đổi đời thì bà làm gì được họ nào? Bà đòi lại tiền cúng đó hả? Tôi thì tôi thấy cứ cái đà này thì cũng đổi đời thật, nhưng là đổi đời đi ăn may thì có. Bà Thanh đưa tay bịt miệng chồng rồi cho mày gắt. Ông im ngay lại nhé. Giời ơi, ai bảo ông nói linh tinh vớ vẩn thế hả? Cứ nghe theo tôi, không được cãi lời cô đồng.
Này, hối không kịp đâu đấy. Bị những lời đường mật của các bà đồng bóng dụ dỗ, nên dần dần cái tên hội Phật tử chỉ còn lấy cách vỏ thôi. Bởi vì Phật tử có nghĩa là con của Phật, mà giờ đây các bà có lên chùa bái Phật nữa đâu. Chỉ có suốt ngày tổ chức lên các đền phủ, nghe những lời nhổ nhét của các tay thầy bói cô đồng mà thôi. Bà Thanh đã vậy, ông Thanh cũng không khá hơn là mấy. Dù không theo những cuộc vui mang tính mê tín dị đoan như vợ, nhưng ông Thành cũng có những thú vui vô bổ và quái gở của riêng mình. Mỗi ngày sau bữa cơm nhà, cộng với việc vợ thường xuyên vắng nhà, ông Thành tụ tập cùng mấy tay bạn già về hưu trong xóm cùng nhau chè chén và thơ phú vớ vẩn, làm ai ai nhìn vào cũng thấy khó chịu thay. Mới cách đây mấy hôm, cặp lợn mà ông lặn lội mãi trên chợ huyện mua về đã chết vì thiếu người chăm sóc suốt một ngày. Hôm đó lúc ông Thành rời tổ thơ về thì thấy đôi lợn đã chết queo trong chuồng rồi. Một lát sau thì bà Thanh mới đi đền phủ về. Bước xuống khỏi xe ô tô, bà thấy chồng đứng ngẩn tỏ te ở giữa sân cùng với cặp lợn đã chết. Cái bụng lép kẹp vì đói. Bà Thanh tức tốc lao lại, mặt hầm hầm. Bà nhìn chồng rồi nói như tát nước. Giời ơi, tôi biết ngay mà. Rồi tay con này ra là mọi chuyện hỏng bét hết cả. Ông lại đi tụ tập thơ ca rượu trẻ với mấy lão vô công rồi nghề phải không? Ôi làng nước ơi, sao số tôi lại cực nhọc vất vả thế này cơ chứ? Lần này ông Thanh cũng bực bội lắm. Ông không đuối thế nữa. Ông sáng giọng nhìn bà vợ rồi gắt mạnh. Thế còn bà mò mặt đi đâu mà suốt ngày không thấy về hả? Bà đừng có mà nói tôi, bà nhìn lại bà đi. Ngày nào cũng khăn chầu áo ngự lên đền xuống phủ. Thử hỏi bà mang lại cái lợi ích gì cho cái nhà này rồi hả? Nếu quả thực thánh thần mà ngày nào bà cũng vái lại mà linh thiêng đến mức như bà nghĩ, thì lẽ ra lợn không cần ăn uống gì mà thánh vẫn phù trợ cho nó lớn lên chứ. Sao lại chết người thế này? Bà chỉ được cái lấn át chồng là không ai bằng. Ngậm miệng lại đi, hàng xóm họ cười vào mặt cho đấy. Ở đó mà gào. Dứt câu, ông một mạch bước vào nhà, bà Thanh cũng không nói gì thêm nữa. Thâm tâm thì bà vẫn không bị lung lay trước đôi câu chỉ trích của chồng. Bà quan điểm rằng, thần thánh lúc nào cũng linh thiêng cả, không được dao động niềm tin. Tất nhiên sự linh thương đó không áp dụng vào những chuyện nhỏ nhặt như việc cặp lợn bị chết, mà mục đích của bà là muốn hướng đến những điều to tát hơn cơ. Bà không nói gì nữa, bình tĩnh xách cặp lợn đi chôn cất và không nghĩ đến chuyện này nữa. Buổi chiều mỗi lúc một tối hơn, bà Thanh khoác chiếc áo đồng phục của hội rồi thơi thới bước về căn nhà quen thuộc của bà Hảo để hội họp. Lúc bà đến nơi thì các bà trạc tuổi, áo đồng phục y như bà đã có mặt ở đây rất đông đủ. Vừa thấy bà Thanh bước tới, một bà cất giọng nói vọng ra. Bác Thanh hôm nay chậm trễ đấy nhá, nhanh nhanh lên nào, còn chở mỗi mình bác thôi đấy. Bà khác ngồi ngay bên cạnh nói xen vào tiếp lời bà vừa rồi. Chắc bà ấy cũng bận chút việc nhà như tôi, cũng chả trách được. Việc nhà thì nó nhiều như là lá cây trên rừng ấy. Cứ làm xong việc này lại thấy việc khác lòi ra. Tôi phải gác lại mà sang họp cho được việc, chứ làm cho xong thì biết đến bao giờ. Bà Thanh bước vào sát chỗ các bà đang ngồi, nón lá trên tay phe phẩy làm quạt. Hồi sau bà đặt cái nón xuống rồi khẽ thở dài đáp. Có phải việc vùng gì đâu các bác. Tôi thì việc gì là việc, nhưng đi họp tổ chúng ta là tôi nỏ lại việc hết, chứ tôi có làm gắng gì đâu. Chả là hôm nay sáng hơi trễ chốt là vì hồi nãy trước lúc đi, lão chồng tự dưng gây sợ. Tôi điên tiết tôi gắt cho một hồi. Ôi dào, bực cả mình. Một bà hỏi, thế có việc gì mà khiến bác bực bội thế? Bà Thanh tường thuật, thì cũng có gì đâu bác. Chả là hồi sáng nay thấy vườn tược cỏ nhà nhiều quá, tôi mới mang cuốc ra dọn rồi tiện thể gieo ít hạt rau cải lấy cái ăn. Tôi gieo xong tưới tắm cẩn thận lại còn cất công đi cắt lá chuối về che lại cho đỡ nắng. Ấy thế mà ông ấy còn dở giọng bảo, lấy phải vợ dại hại cả một đời. Các bác thấy vậy có bực mình không cơ chứ lại. Bà Hảo chủ nhà lúc này vừa bê ấm nước từ phía bếp lên. Nghe được câu chuyện bà Thanh đang nói, bà Hảo mỉm cười, mang đầy sự bao dung rồi bảo. Chuyện của mấy ông chồng thì con nói đến 10 năm cũng chưa hết. Chúng ta đi theo con đường tu hành này rồi, thì buông bỏ hết cho tâm nhẹ nhõm. Hơi đầu mà các bác để ý làm gì cho cực thân. Đấy, ông Hảo nhà tôi đấy, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi. Việc mình làm, buông hết. Mà từ ngày như vậy tôi lại thấy tâm mình nhẹ nhõm hẳn đi các bác ạ. Mấy bà khe khẽ gật đầu, tán đồng ý kiến. Bà Thanh ghé vào chiếc ghế gần đó,
hạ mình ngồi xuống rồi ân cần chuyển chủ đề. Thôi, ta vào việc luôn đi các bà ạ. Chuyện mấy lão còn mà nói đến sáng mai chưa hết. Sắp mấy chiếc ly trong khay nước đặt về phía trước mặt các bà, rồi vừa châm nước bà Hảo vừa bảo. Sáng nay thầy Gián gọi cho tôi bảo là ngày mai có lễ lớn, chúng ta sắp xếp khăn áo lên đền để chầu. Nghe bảo đâu lần này còn có các thầy bà ở chùa lớn tụ họp về đây cùng lễ nữa cơ đấy các bác ạ. Bà nói dứt câu, bê chén nước lên hớp một ngụm nhỏ. Vì nước vừa rót ra đang còn rất nóng nên bà khẽ nhấm một chút rồi đưa ra khỏi miệng ngay, đặt xuống bàn bà Hảo lại tiếp. Có ai đi được thì đăng ký vào danh sách để tôi tính toán, tôi đặt xe ngày mai chúng ta đi. Ai không đi được thì cũng nói kẻo mà không nắm được con số, rồi đặt xe nhiều chỗ lại lãng phí ra. Một bà nãy giờ ngồi im lặng, bấy giờ mới lên tiếng bảo. Ấy, phải đi chứ, bỏ qua thế nào được ngày lễ lớn thế này, mấy khi mới có dịp đâu mà. Một giọng não nuột lưỡng lự cất lên. Ai, khổ thế cơ chứ lị. Ngày mai tôi lại vướng cái dỗ bố chồng, chả biết như thế nào. Bà Thành đột ngột ngắt ngang. Ôi giời, dỗ với chạp thì để người ở nhà lo. Nhà bác hết người hay sao mà bác làm như thế là... Bà kia xen vào phân trần. Người thì nhiều chứ, cơ mà khổ, nhà tôi lại là đầu dỗ. Cúng tế rồi ăn uống ở nhà tôi thế mới khổ cơ chứ. Tôi mà bỏ đi theo các bác chỉ e rằng họ hàng rồi người ta lại nói cho. Rồi thôi rắc rối quá, mà lễ lớn không đi được lại cũng tiếc. Vì mấy năm mới có một lần chứ có thường xuyên liên tục đâu. Bà Thành muốn lôi kéo thêm người đi cùng cho vui và thể hiện sự hoành tráng của nhóm nên bà bảo. Chính ra bác là bác đang lệch lạc đấy nha. Đã nói là buông bỏ hết, mặc ai nói gì thì nói, mình cứ theo ý mình làm cơ mà. Miễn sao tâm mình thấy bình an thôi chứ. Sao bác lại câu lệ lắm cái thứ linh tinh thế là thế nào? Mà bác không ở nhà làm dỗ bố chồng, nhưng bác lên đền xuống phủ cầu nguyện khấn bái. Thế chẳng phải là tuyệt vời hơn gấp vạn lần hay sao hả bác? Cả đám bỗng nhiên không ai bảo ai, cứ tự động vang lên một tràng pháo tay thật mạnh theo quán tính. Cứ y như bà Thanh vừa đọc xong một bài diễn văn đầy cảm xúc vậy. Thế rồi sau bao nhiêu lời ngon ngọt như động viên tinh thần, làm cho bà ít nhiều bị dao động. Bà thở hắt ra một hơi, rồi nói như tuyên bố. Thôi được rồi, dỗ thì năm nào cũng dỗ, miễn là mình thành tâm là được, phải không các bác? Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đi cùng các bác vào ngày mai. Nào, còn chuyện gì nữa không à? Ta tiếp tục bàn bạc đi ạ. Cả đám lại vỗ tay sau câu nói của người đàn bà. Bà Hảo tiếp tục nói như danh nghĩa là một người đứng đầu. Tôi có một ý kiến như thế này nữa. Tôi đưa ra đây để chúng ta cùng bàn bạc nhé. Cả hội sẽ góp ý xem ý kiến của tôi như vậy có được không nhé. Tôi có ý thế này. Bây giờ chúng ta tính đến nay cũng đã sinh hoạt trong tổ được hơn 3 năm rồi ấy. Thế mà chưa có một món nào gọi là cái quỹ nho nhỏ để mang tính chất ràng buộc như trong hội. Và lấy đó làm cái nền tảng để hội ta cùng phát triển hơn trong tương lai. Các bác thấy ý tôi thế nào? Toàn bộ những hội viên im lặng hết thảy, không có một tiếng bàn tán gì cả. Một hồi thật lâu sau đó mới có tiếng thở dài của một bà, cái đó là giọng nói cất lên. Ý kiến này rất phù hợp. Cá nhân tôi thì tôi hoàn toàn tán thành thôi. Cơ mà mức đóng là bao nhiêu? Chúng ta thu theo kỳ hạn hay là đóng một lần hay như thế nào? Thì ai có ý kiến gì cho tôi được rõ hơn không? Chưa mơ hồ quá, tôi chưa quán triệt được. Bà Thanh hào hứng xen ngang. Chuyện đó thì có gì mà khó đâu. Bây giờ thế này nhé, chúng ta sẽ tổ chức đóng quỹ theo kỳ hạn đi. Giả dụ như mỗi một năm chia làm 4 lần đóng, chúng ta sẽ đóng theo quý. Cứ 3 tháng đóng một lần. Hễ cứ có ai ốm đau bệnh tật thì sẽ rút trong quỹ đó ra để thăm nom, động viên và còn lấy đó để phục vụ cho những chuyến đi lên đền xuống phủ của chúng ta nữa. Các bác thấy ý tôi như vậy có hợp lý không ạ? Cả một nhóm cùng đồng thanh lên những tiếng hợp lý, rồi trò chuyện thêm một lúc nữa, thì cả hội đi đến thống nhất là từ cuối tháng này sẽ bắt đầu thu quỹ lần đầu tiên. Và thêm một việc quan trọng nữa là chuyến đi lên đền mẫu vào ngày mai với sự góp mặt của 100% hội viên. Ở nhà, bà Thanh vừa đi khỏi được một lúc thì ông Thanh cũng rủ rập mấy lão trong tổ thơ của mình đến để trò chuyện. Dĩ nhiên, ông không còn nhớ gì đến việc cơm nước như bà Thanh đã dặn trước lúc bà đi họp. Thấy tiếng dép lẹt bẹt của vợ về đến sân,
Nhưng ông Thanh và các ông vẫn bình thản ngồi im, tiếp tục với chuyện của mình, đại ý không quan tâm. Bà Thanh bực tức lắm, bà sáng giọng nói vu vơ. Rạt một cái lũ bao đồng, vô công rồi nghề. Hơi xấu hổ trước mấy ông bạn, ông Thanh lên tiếng nói vọng ra. Bà vừa phải phải thôi nhá. Ăn nói cho chỉnh tề, chững chạc vào. Bỏ ngay cái thói chửi chó mắng mèo đó đi nha. Vậy mà cũng đi chùa đi đền à? Ông hạ mình ngồi xuống, tiện mồm nói luôn vài câu mà ông nghe được ở đâu đó. Thật rõ là vớ vẩn, tu với chả hành gì cái thứ như bà chứ. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Tức lắm, nhưng vì thấy đang đông người và hơn nữa là nhớ về câu nói của bà Hảo hồi nãy, nên bà im lặng bỏ xuống bếp không thèm đôi co hơn thua với chồng nữa. Ông Thành quay lại với nhóm bạn mình, ông bảo: Khổ thế đấy các bác ạ, vợ với con nhiều khi cứ khùng khùng tính, làm mình thêm bực cả mình ra. Tôi thì tôi hiền thật đấy, cơ mà kiểu nửa nạc nửa mỡ, nói bóng nói gió là tôi chúa ghét luôn. Có gì cứ thẳng mặt mà nói, việc gì phải xỏ xiên, có phải không các bác? Một ông vừa hấp ngụm trà, đang vừa chép chép miệng, vừa nói. Thì thế mới gọi là đàn bà chứ. Đàn ông mình thì thẳng như ruột ngựa, nhưng phụ nữ nhiều khi họ lại thích đá xéo, nói bóng nói gió. Hình như đó là vấn đề mang tính bản vị của phụ nữ thì phải. Cả đám cùng cười lớn, rồi mấy giây sau họ chuyển chủ đề sang chuyện thơ ca, cũng sôi nổi không kém gì cuộc họp của bà Thanh bên nhà bà Hảo hồi nãy. Hội thơ của ông Thanh cũng có người đứng ra đề nghị. Cái cấp thiết bây giờ là ta thành lập ngay một quỹ hội để vấn đề sinh hoạt của hội chúng ta được lâu dài và có động lực hơn trong việc sáng tác. Tiếng vỗ tay dội lên như pháo nổ. Đang hứng chí, một ông mạnh dạn đề nghị. Người xưa có câu, tức cảnh sinh tình, nghĩa là chỉ có không gian cụ thể mới khiến ý thơ tuôn trào. Các bác có công nhận với tôi điều đó không ạ? Tôi có ý kiến thế này. Đầu tháng sau chúng ta tổ chức một chuyến đi xa, vừa là để anh em có cơ hội thư giãn đầu óc, đi chung cùng nhau một lần, và hơn thế nữa là cơ hội cho anh em mình ra một tập thơ mới. Ông khác thêm. Đây cũng là ý tưởng mà tôi ấp ủ từ lâu lắm rồi. Tôi đồng ý hai tay hai chân luôn nhé. Mà lần này chúng ta quyết định sẽ cho xuất bản sách nhé các bác. Tôi xem trên các phương tiện thông tin đại chúng thấy phong trào thơ ca ở các nơi họ hoạt động rất mạnh, chứ không nhỏ lẻ và chậm chạp như ở mình đâu. Tôi đang hướng đến một ý kiến như thế này. Một người hào hứng hỏi dồn. Ý kiến như thế nào? Bác mau nói đi. Trời ơi, tôi cũng đang thấy hứng thú rồi đấy. Ông kia vênh mặt tự đắc nói. Sau khi chúng ta in sách thư, chúng ta sẽ gửi những cuốn thơ chúng ta in đến các cửa hàng sách ở phố huyện để những bài thơ của chúng ta sẽ đến được với nhiều độc giả hơn. Và bên cạnh đó thì tiền bán sách sẽ sung vào quỹ chung của hội. Chẳng mấy chốc mà anh em mình nổi tiếng đâu các bác ạ. Những cái vỗ đùi đen đét cùng những tràng cười sảng khoái như tăng lên gấp bội phần, phấn chấn và niềm tin dạt dào về một tương lai tươi sáng y như suy nghĩ của các lão hiện tại. Thực ra thì nó hão huyền quá, ảo tưởng quá. Tổ thơ của các lão thành lập để giải trí cho vui thì được, chứ nói đến chuyện in sách bán thì quả thật là hoang đường. Những bài thơ tuyệt đại đa số viết theo lối thơ con cóc, không có ý nghĩa gì quá đặc biệt, mà chỉ là vần vần mồm thì nói thì viết thôi. Nhưng khổ nỗi, trò đời vốn dĩ là vậy, văn mình, vợ người, là những thứ mà người ta luôn luôn coi là thứ hay ho nhất. Hơn nữa, mặc dù tuổi đã già, nhưng các lão cũng có mấy khi nghiên cứu về thơ ca của ai đâu. Chỉ luôn luôn bảo thủ rằng thơ của mình là hay nhất, tuyệt vời nhất. Có một lần trong hội có người đưa bài thơ Mái tóc già hương của thi sĩ Đinh Hồng ra bình phẩm trong bữa tiệc trà. Vì bài thơ quá xuất sắc làm cho các lão không có từ ngữ gì để bình phẩm. Sau cùng các lão chốt lại là bài thơ không hay, chưa đủ sức để lôi cuốn và tạo cảm hứng cho những người phê bình. Đúng là ếch ngồi đáy giếng thì thấy trời quá nhỏ bé, mà thùng rỗng thì bao giờ tiếng kêu cũng to, cũng vàng là như thế đấy. Trời đã tối hẳn từ lâu, mọi người lục tục đứng lên ra về. Từ phía bếp bà Thanh bê lên một mâm cơm sơ sài đặt ở giữa bàn, rồi gọi chồng với giọng điệu không mấy thiện cảm. Ông có ăn hay là ngồi đấy để mà thơ với thần đấy hả? Tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng có để tôi cuồng lên. Tôi bỏ đi là nhà này nát hết đi nhá.
Tôi nói cho mà biết như vậy đấy. Ông liệu làm sao thì liệu. Đưa mắt nguyết giải vợ một cái, ông Thành hở hứng bảo. Bà đừng nói cái giọng thách thức đó với tôi. Bà đi đâu được thì bà đi, chứ ai cấm đoán bà đâu mà bà phải đe dọa như thế chứ. Nhìn quanh quất mâm cơm một vòng, ông lên tiếng hỏi vợ. Hết rượu rồi à? Hai hôm nay tôi bảo bà mua, sao bà cứ ỉ ạch mãi thế hả? Chồng bà dễ thường chơi bời lắm ấy à? Sao mỗi bữa cơm có một vài cốc rượu mà bà cũng khó dễ với tôi thế hả? Bà Thành đưa mắt nhìn chồng hồi lâu, bà bảo. Ông tự đi mà mua, tôi hết tiền rồi. Ông xem cái nhà này còn cái gì nữa đâu hả? Đến chút thức ăn của mỗi bữa cơm còn phải vay lên vay xuống mới có tiền mua đây này. Ngồi đó mà đòi hỏi. Sao thay vì đòi hỏi ông không kiếm việc gì làm? Hay chỉ xoài hách dịch, vợ con thôi? Ông Thành thấy vợ nói những câu khiếm nhã thì bực bội không chịu được. Ông buông bát cơm vừa bê lên tay xuống mâm, rồi sẵn giọng gắt. À, bà chỉ trích tôi đấy à? Tôi nói cho bà biết, bao nhiêu vốn liếng của nạ của nhà này, khi bà lấy tôi về đây đến giờ bà làm được gì cho nó sinh sôi nảy nở ra rồi hả? Người ta nói, đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm. Bà thử soi gương, xem lại cái mặt bà xem, bà đã làm được gì cho nhà này chưa? Trách nhiệm làm vợ của bà đã hoàn thiện, đã đúng chưa nào? Từ nhiều năm nay, cái sự eo hẹp về kinh tế trong gia đình đã khiến cho cả ông Thanh lẫn bà Thanh đôi lúc bất bình và luôn mang trong mình những hiềm khích nhất định về nhau. Trước đây lúc chưa lập gia đình, ông Thanh thuộc lớp người siêng năng chăm chỉ, nên khi cưới vợ về cũng có một chút vốn trong tay, coi như phòng thân. Cơ mà giống đời là thế, của nà chỉ có thể giữ được khi ta không ngừng lao động. Còn nếu chỉ ngồi không mà tận hưởng thì bao nhiêu cho đủ. Bởi lẽ người xưa đã nói, của bằng non ăn mòn cũng hết. Tính ra thì ông Thanh cũng không hoàn toàn là sai. Bà Thanh ngay từ những ngày đầu về nhà này làm dâu, bà vốn dĩ không thuộc tiếp người hay làm hay làm, mà luôn luôn tin vào sức mạnh quyền năng của đấng tâm linh và cái mơ ước cầu trời khấn Phật Thánh sẽ được giàu có luôn luôn ấp ủ trong đầu của bà. Cho đến thời gian gần đây, khi mà của ngày trước đã cạn kiệt hết sạch, vợ chồng đâm ra cãi cọ nhau đổ lỗi cho nhau và suốt ngày sống trong nhà nhưng có vẻ như bằng mặt không bằng lòng. Bỏ giờ bữa cơm không ăn tiếp nữa, bà Thanh thấy chồng như vậy bực tức nói như chỉ chết. Nay mai rồi cám cũng chẳng còn mà ăn đâu, ở đó mà chê ọc chê eo, thơ mới phú. Quay ngoắt đầu lại, ông Thanh chỉ tay vào mặt vợ nói như mỉa mai. Sao mấy năm, khom lưng lạy thánh, lạy thần mà nhà này vẫn chưa giàu nhỉ? Có phải chăng bà khấn mồm một đằng mà bụng dạ lại nghĩ một nẻo nên chưa giàu không đây? Đúng là ném tiền qua cửa sổ, nợ chứ không phải vợ, số tôi thật là chát quá mà. Cả hai cùng im lặng, mỗi người bỏ đi một hướng không ai nói với ai lời nào nữa. Ông Thành vẫn bình tĩnh bước lại cho bàn uống nước, ung dung kéo thuốc lào, dù lúc này trong bụng ông đã cồn cào lên vì đói. Ông đang lo lắng không biết ngày mai lấy tiền đâu để mà đóng quỹ cho hội thơ của mình. Nếu mà nói là không có thì biết chui mặt vào đâu để tránh xấu hổ đây. Bà Thanh bê mâm bát xuống bếp, úp lồng bàn lên rồi tiến về phòng mình. Bà lần tay vào cái túi vải nhỏ đeo ở ngang lưng quần, một xấp tiền mỏng mệnh giá không lớn lắm được bà lôi ra rồi ngồi đếm. Ít ra thì bà vẫn vui vì số tiền này vẫn sẽ đủ cho chuyến đi lên đền phủ vào ngày mai cùng mấy bà trong hội. Cứ đi đi đã rồi sẽ tính sau, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Đếm một hồi, bà bỏ lại rồi buộc nó vào vị trí cũ. Ánh mắt bà nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ, lo lắng cho tương lai tới đây của mình không biết sẽ ra sao. Rồi đây sẽ lấy tiền đâu mà tiêu pha hàng ngày, lấy tiền đâu mà phục vụ những chuyến đi lễ lạc cúng kiếng đây. Thở dài một cái rồi hạ mình nằm xuống, bắt tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ một hồi, rồi bà cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Phía bên ngoài, ánh mắt của ông Thành cũng đăm chiêu không kém. Ông cứ vò đầu bứt tay mãi, uống đến 5-7 chén mà cảm giác đắng chát vẫn không làm ông thấy cồn cào bụng dạ, dù cho hồi nãy chưa đụng đến miếng cơm nào. Trời mỗi lúc một khuya khoát dần, hôm nay ngày cuối tháng nên ánh trăng non mờ nhạt và úa màu lắm. Ngẫm nghĩ về một thời niên thiếu ngày xưa, giờ đây ông Thành mới thấy tiếc những tháng năm khi sức khỏe còn dư dôi, mình đã không biết tận dụng nó để kiếm tiền. Bây giờ có tuổi rồi, dù hoài bão có hừng hực đến các mấy đi chăng nữa thì cũng lực bất tòng tâm mà thôi.
Không vào giường mà Hạ Mình nằm luôn xuống chiếc ghế băng ở ngoài hiên ngủ luôn. Một hồi thật lâu sau thì giấc nồng cũng tìm đến ông, và tiếng ngáy đã vang lên đều đều cho đến mãi khi con gà trống cổ đậu trên đỉnh đống rơm ở cuối vườn, vườn cổ gáy một tràng dài báo hiệu ngày mới, thì ông mới sực mình tỉnh giấc. Lúc ông Thành thức giấc thì trong nhà đã thấy bà Thanh đang lục tục đồ đạc rồi. Ông đã quá quen với những chuyến đi như thế này của vợ mình. Ông không hỏi gì cả, gầm một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Bà Thanh xách túi quần áo nhỏ, người mặc áo đồng phục của hội, đi ngang qua chỗ chồng. Bà đằng hắng nhẹ một tiếng và trống không nói. Tôi đi có việc, chắc phải chiều tôi mới về. Ông ở nhà tự nấu ăn cơm trưa mà ăn nhé. Ông Thanh bực bội đứng phát dậy. Việc của bà tôi chả lạ gì, lại đi theo cái nhóm cuồng tín của bà chứ gì. Vớ vẩn vừa vừa thôi nhé. Đặt vịt chiếc túi sách xuống bên cạnh, bà Thanh tay chống nạnh miệng nói. Này, bán bổ nhá. Ông cứ oang oang cái mồm ông lên như thế, hèn gì nhà này muốn đời cũng không khá lên được đâu. Bà toan bọt đi thì ông Thanh nói tiếp. Thế ở nhà tôi cặp đất và ăn hả? Ít ra cũng để tôi ít tiền hay gì đó chứ. Tôi lấy tiền đâu mà mua đồ ăn hứ? Bà Thanh thành thật bảo. Hết tiền rồi. Ông luộc tạm mấy quả trứng cá trong ổ ấy, với lại ra vườn hái nắm ngọn khoai và luộc mà chấm với mắm cái trong hũ ấy rồi ăn với cơm. Thôi, tôi đi kẻo muộn đây. Qua thất vọng với những lời nói của vợ mình, ông Thanh bực dọc ngồi mạnh xuống ghế. Từ đêm qua đến giờ ông đã nhịn đói rồi, dạ dày giờ không còn gì mà co bóp nữa. Đêm qua đã mong mòn mỏi cho mau đến sáng, để chỉ ít ra cũng có gói mì tôm hay gì đó lót dạ và đổ lưng lửng chén rượu nữa là êm. Ai dè chưa mở mắt là bà vợ lại bỏ đi đền phủ rồi. Một hồi sau thì trời sáng hơn, bà Thanh đến địa điểm quen thuộc là nhà bà Hảo, thì thấy các bà đã tập trung đông đủ ở đó, rồi cùng với một chiếc xe ô tô cỡ lớn chở được độ 20 người. Các bà đang quây quần với nhau để khoe mẽ những bộ khăn trầu áo ngự cho nhau xem. Vừa thấy bà Thanh xuất hiện, một bà cầm cái khăn xếp trên tiến lại trước mặt bà Thanh rồi hỏi. Ôi giời bác Thanh, này, bác thấy màu này có hợp với tôi không? Tôi vừa mới mua hôm kia đấy, tờ tạm chính hiệu đấy bác ạ. Rồi nhìn thấy túi sách trên tay của bà Thanh có vẻ hơi nhẹ, bà ta hỏi tiếp. Đâu rồi? Khăn áo của bác đâu, sao bác không mang theo? Hôm nay là lễ lớn đấy nha, mình hầu đồng mà không có khăn áo thì mất cả đẹp bác ạ. Hơi bối rối, bà Thanh thoái thác. À vâng. Đồ của tôi chiều hôm qua lúc tôi họp ở đây về, tôi lại đem ra giặt. Ai ngờ sáng nay vẫn chưa khô bác ạ. Khổ thế cơ chứ. Bà kia cười nói. Thế à? Ờ không sao, không sao bác ơi. Tí nữa lấy tạm một bộ của tôi mà mặc nhá. Tôi nhiều lắm, 3-4 bộ cơ. Cứ thoải mái nhé bác. Bà Thanh gật đầu đồng ý. Thực ra thì có phải là bà giặt rũ gì đâu, mà là bà chưa có bộ khăn trầu áo ngựa nào cả. Mấy lần định sắm sửa một bộ, nhưng rồi khi đi tham khảo giá cả thấy cao quá, nên bà cứ lưỡng lự mãi chưa mua được. Tự dưng bà cảm thấy xấu hổ với mấy bà bạn trước mặt mình quá, tự trách số mình sao mà khổ đến vậy, đến một bộ khăn áo để phục vụ cho việc đi đền phủ mà cũng không tự mua cho mình được, thật là đến cực. Bà đang trầm ngâm thì bà bạn vừa rồi mang đến trước mặt bà một bộ rồi nói. Thôi, bác vào thay bộ này vào đi, rồi ta xuất phát. Hôm nay chúng ta mặc khăn áo từ nhà đi luôn cho hoành tráng. Đưa tay đón nhận lấy bộ đồ, một chất mát rượi lan tỏa từ bộ áo hầu sang tay bà Thanh, làm bà tự nhủ rằng nhất định bằng mọi giá phải mua bằng được một bộ đồ như thế này cho thỏa mãn bản thân và theo kịp với mấy bà bạn của mình mới chịu được. Xong xuôi tất cả, chuyến xe bắt đầu rục rịch đưa các bà đi đến địa điểm hành lễ. Một không khí thật náo nhiệt trong không gian chiếc ô tô hơn 20 chỗ ngồi. Toàn bộ một màu óng ánh của quần áo cùng những tiếng ríu ran chuyện trò của các bà làm cho không khí như tăng lên bội phần khí thế. Rục rịch một hồi khá lâu, chuyến xe đưa các bà tới địa điểm quen thuộc. Đúng như lời bà Hảo nói ngày hôm qua, hôm nay lễ lớn quá, người người tấp nập kéo về đây đông như chảy hội. Những bộ áo quần đủ màu sắc cùng với khói nhang nghi ngút và những điệu nhảy lắc lư như đưa con người ta vào cái thế giới khác lạ vậy.
Xe vừa dừng thì từ phía xa xa có một người chạy lại với giọng nói nửa nam nửa nữ, ông thầy đon đả. Ôi trời ơi các con, khiếp, hôm nay hoành tráng thế. Mau vào thôi, người ta lễ gần từ sáng đến bây giờ đấy. Các bà lần lượt cúi chào người mà mình vốn dĩ quen gọi là thầy từ xưa nay. Những cái cúi đầu đầy cung kính, sau đó tất thảy lục tục kéo nhau vào chính điện. Một loạt những bài hát múa nghe náo nhiệt vô cùng. Bà Thanh đón lấy cây đuốc rồi nhảy theo điệu nhạc đang phát ở chiếc loa nhỏ gần đó. Trong nhóm thì vốn nổi tiếng là người nhảy hầu đồng rất đẹp và dẻo. Bà nhảy đến đâu thì những tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên đến đấy, làm cho không khí của điện thờ thêm phần tưng bừng lắm. Buổi trưa, ông thầy dẫn các bà đi ăn cơm ở một gian phòng nhỏ gần đó. Xong xuôi tất cả thì lễ thêm một lúc thật lâu nữa mới kéo nhau lũ lượt ra về. Ai ai cũng mệt lửa người, nhưng dường như không ai nói ra cái mệt đó của mình, mà tất cả chỉ chú ý nhớ đến những điệu múa và những giây phút khấn vái ở điện hồi nãy mà thôi. Xe chậm chậm chuyển bánh một hồi thật lâu thì về lại nhà bà Hảo, cái địa điểm xuất phát hồi sáng nay. Mọi người thường nhau, lần lượt bước xuống. Sau khi chiếc xe trả khách xong, rời đi, thì mọi người lại tập trung vào nhà bàn bạc thêm một lúc nữa rồi mới ra về. Một bà lên tiếng nói, đã quá các bà nhỉ, đúng là lễ lớn có khác. Này, thôi mai bắt đầu ta triển khai thu quỹ đi thôi nhé, tôi hứng thú lắm rồi đấy. Thấy đề xuất đến vấn đề tiền bạc, bà Thanh hơi bối rối vì lúc này ngân xuyến trong túi đã khánh kiệt rồi. Bà ngượng ngùng gật đầu rồi hỏi, thu bao nhiêu hả các bác? Các bác đề xuất đi rồi à, từ mai bắt đầu thu. Bà Hảo bảo, theo tôi thì trước mắt thu mỗi hội viên là 2 triệu đồng, các bác thấy có được không? 2 triệu đồng quả thực là một con số rất lớn so với những người không nghề nghiệp, lại già cả, đặc biệt là bà Thanh. Nhưng gây quỹ để đi làm chuyện linh thiêng nên không bà nào đưa ra ý kiến gì cả. Bà Hảo tiếp, vậy quyết thế nhá, tôi là người giữ cho. Đây, tôi xung phong đóng đầu tiên, mở hàng luôn nhá. Vừa nói bà vừa rút trong túi tiền của mình ra 2 triệu. Rồi kẹp vào quyển sách nhỏ ghi tên các hội viên mà bà đang cầm trên tay. Sau đó có vài bà có sẵn tiền trong mình, nên cũng lại đóng luôn. Bà Thanh bảo, tôi không mang tiền đây, mai tôi cầm sang cho bác nhé. Ôi, lo gì hả bác Thanh, khi nào nộp cũng được. Đang từ nay đến cuối tháng cơ mà, bác lo cái gì. Dứt câu, cả đám chào nhau những câu thân mật rồi giải tán, và ai về nhà nấy. Trời đã ngả bóng về chiều, hôm nay cái nắng không gay gắt và khó chịu như ngày hôm qua, bầu trời đã dịu nhẹ đi phần nào rồi. Bà Thanh lặng lẽ bước đi trên con đường làng quen thuộc, và tâm trí thì như bị ai đánh cắp, cứ suy nghĩ vơ vơ vẩn vẩn cho đến khi về gần đến nhà. Chỉ cách chừng độ mấy bước chân thì bà nghe rõ giọng ông chồng mình đang nói với ai đó thì phải. Đấy, quyết vậy nhá, nếu được thì tối nay hai cháu qua chồng tiền cho bác nhá. Giọng người kia đáp lại như này nỉ. Tính ra có 10 mét chạy dài thì cũng hơi ngắn ạ. Bác suy nghĩ thêm đi ạ. Có thể để thêm cho vợ chồng chúng cháu 2 mét nữa được không bác? Bà Thanh lao vội vào. Vừa thấy vợ, ông Thanh chuyển chủ đề và nói với hai người trẻ đang đứng ở trước mặt mình. Đây là vợ tôi. Thôi được rồi, thế này. Để cô chú bàn bạc thêm một lát nữa nhé. Có gì tối các cháu sang rồi cô chú trả lời lại nha. Ông dứt câu, hai người kia chào ông bà Thanh rồi ra về và hẹn gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay. Bà Thanh đoán ngay trong đầu là chồng mình có ý định bán đất. Bà không có ý kiến gì phản đối mà ngược lại còn rất vui trong lòng, nhưng cũng nói mấy câu thủ tục. Ông tự tiện quá nhở, mà tôi nói cho ông biết nhé. Đất này là đất tiên tổ, ông đã nói qua với chú Đại một tiếng chưa mà ông tự ý thế. Rồi đến tay chú ấy mọi chuyện ấy rắc rối đấy ông ạ. Ông Thanh hứa một tiếng. Nói với năng cái gì? Mặt tôi mà phải luồn cúi nó hay sao mà bà lo? Nó dù gì cũng là em út, bao nhiêu năm nay làm ăn khấm khá trong miền Nam, đã bao giờ nó mở mồm nó hỏi thăm tôi lấy một câu đâu. Mặc xác nó, về đây mà dở giọng tranh giành thì tôi đập cho bỏ mẹ luôn. Những lời nói cứng rắn của chồng làm bà Thanh cũng yên tâm phần nào. Tự dưng bà bỗng thấy vui hẳn ra, thế là thoát khỏi những ngày thắt lưng buộc bụng rồi. Đang túng thiếu tự dưng lại có một món tiền đến mấy trăm triệu bạc, đúng là chết đuối với được cọc. Dù là tiền này là bán mảnh đất vườn
Nhưng trong tâm thì bà Thanh vẫn mãnh liệt tin rằng đó là số tiền mà Thánh đã ban lộc cho vợ chồng bà thoát kiếp nghèo khổ, và đây cũng là kết quả của những lần lên đền xuống phủ cầu khấn. Bà đi một lối vào đến bàn uống nước, hạ mình ngồi xuống rồi hỏi chồng. Tôi nghe mang máng là cái gì mà 10 mét với thêm 2 mét gì đấy hả ông? Ông Thanh chép miệng bảo, à thế này, ý của bọn nó là muốn mua 12 mét chạy dài cơ, và tôi muốn bán 10 mét thôi, để lại một ít khoảng sau mà trồng rau hay nuôi gà qué gì thì nuôi, chứ bán sát vào đến bờ rào thì còn chỗ nào đâu mà cửa. Biểu môi chừng vài giây, bà Thanh nhăn mặt nói, ông rõ là khéo tính toán, giả dụ ông trở lại một ít phía sau, bọn nó xây nhà phía trước thì lợi ích gì cái đất gió xỉnh ấy hả? Bán hết cho nó cho rồi, coi như mảnh đất này ngăn đôi nhà mình một bên, nhà nó một bên. Thế là hợp lý mà vợ chồng mình cũng có tiền thêm. Uống một ngụm nước, bà tiếp tục bảo, gớm, rau với chả cỏ gì, cứ có tiền là có rau có gà, căn bản là phải biết làm cho tiền đẻ ra tiền, ông hiểu chưa? Buổi tối ấy, vợ chồng nhà kia trở về nhà ông Thanh với một sấp tiền giấy cộp trong tay và những lời thống thiết, với hy vọng ông bà suy nghĩ lại mà cắt thêm cho vợ chồng thêm vài mét nữa. Giả vờ đắn đo một hồi lâu, ông Thanh bảo, thôi được rồi, nếu bớt cho chúng cháu thêm 2 mét nữa thì số còn lại cũng hẹp quá, bác cũng chả để làm gì cả. Hay là chúng cháu lấy cả 15 mét đi nhé. Vợ chồng nhà kia mừng rỡ, cảm ơn lia lịa, và lúc thanh toán tiền còn biếu thêm cho ông bà 2 triệu nữa, coi như tiền cảm ơn. Tự nhiên nắm trong tay một đống tiền lớn, có nằm mơ hai ông bà cũng chưa từng nghĩ đời mình sẽ có lúc được sở hữu khoản ngân xuyến lớn như thế này. Tiền bạc luôn là thứ sức mạnh vô hình cực kỳ lớn, đặc biệt nó có khả năng hàn gắn lại mọi sự rạn nứt dù là lớn đến đâu đi nữa. Ông bà Thanh bỗng chốc thân mật với nhau hơn, tình cảm hơn và không còn vương vấn một chút gì nặng nhẹ với nhau nữa. Bà Thanh bảo, cũng muộn rồi, giờ cũng chả cơm nước gì kịp đâu ông nhỉ. Để tôi đã cuối ngõ chỗ quán thằng Hải mua con vịt quay với mấy lon bia về cho ông nhắm nháp nhé. Bằng giọng điệu có phần kiêu ngạo, ông Thanh bảo, vậy cũng được, tôi giao toàn bộ tiền cho bà đấy, nhớ là chi tiêu cho hợp lý nhé. Và còn một điều nữa là, khi nào tôi cần tiền phục vụ vào chuyện cá nhân của tôi, là bà phải chi cho tôi nhé. Bà Thanh vui vẻ đồng ý ngay, số tiền này quá lớn, cứ xả láng đi, có tiêu đến khi ông bà nhắm mắt xuôi tay cũng chưa chắc đã hết. Bà nghĩ trong đầu vậy. Một lúc sau, một đĩa vịt quay vàng ruộm được bà bê lên bàn, cùng với một cống bia hơi nổi bọt lăn tăn, rất bắt mắt và hấp dẫn. Ông Thanh đặt hai chiếc ly xuống bàn và bảo vợ, bà cũng ngồi đây uống với tôi một cốc đi. Từ nay bà hãy học uống bia đi. Tôi đọc báo tôi biết mà. Uống bia là tốt lắm, không việc gì cả. Đời sống được mấy đâu mà phải lo lắng lắm làm gì cho mệt mỏi. Nào, ngồi xuống đây bà. Bà Thanh hạnh phúc vô cùng khi được chồng nói những lời ngọt như mía lùi ấy. Đã rất lâu rồi, cái gánh nặng về tiền bạc đã làm cho vợ chồng mỗi ngày thêm nhiều khoảng cách. Giờ đây có tiền rồi phải biết tận hưởng, để vừa là hâm nóng tình cảm vợ chồng vốn đã nguội lạnh từ bao lâu nay, vừa là hưởng một tí cái gọi là sung sướng. Uống hết hơn nửa ly bia, ăn hết miếng vịt quay trong bát, bà Thanh sực nhớ đến số tiền quỹ của hội. Bà bảo chồng, Thanh đúng là linh thiêng thật ông ạ. Chả xấu gì ông, hội chúng tôi có xây dựng một cái quỹ nhỏ nhỏ. Đầu tiên là mỗi người đóng 2 triệu. Ôi giời, đang sốt ruột sốt gan chưa biết lấy tiền ở đâu thì may quá đi. Đúng là trời thương Thánh giúp ông ạ. Bà mạnh dạn tiếp, tôi sẽ đóng quỹ 2 triệu và ủng hộ thêm cho hội 5 triệu luôn. Được không ông? Dĩ nhiên ông Thanh không có ý kiến gì cả rồi. Bây giờ đây tiền nhiều lắm, chừng ấy thì thấm thía vào đâu đâu. Với lại phải chấp nhận cho bà vợ mình như vậy, thì mình đóng quỹ bên tổ thơ mới không bị bà ấy nói gì. Ông Thanh uống gắng cho hết cốc bia, xong xuôi ông đặt xuống bàn rồi bảo vợ, cứ thoải mái đi bà, sợi lợi trời gợi của cho, bò bò rời gò của lại mà. Tôi cũng đang có định đầu tư vốn cho tổ thơ của tôi in sách đấy, bà thấy thế nào? Sợ vợ có ý kiến phản đối, ông tiếp, tất nhiên là mình sẽ có lợi từ việc này bà. Đó là mình bỏ vốn ra in thơ, nếu bán được thì tiền đó là tiền của mình đấy. Và hơn nữa ở mỗi cuốn thơ sẽ có ghi tên của nhà tài trợ là tên tôi. Cái danh dự là chính chứ. Bà thấy sao? Đồng ý ngay lập tức vì không thể có ý kiến gì hơn,
cho dù bà biết quyết định đó của chồng là mang tiền ném ra ngoài cửa sổ. Thử các ông viết thì cho dù trẻ con đọc nó cũng thấy không hay, huống hồ gì đòi in sách rồi xuất bản bán, thì bà Thanh thấy điều đó mức độ khả thi của nó chỉ là 0% mà thôi. Ngày hôm sau, ông Thanh triệu tập các thành viên trong tổ thơ của mình, rồi dõng dạc tuyên bố ý định đó của mình cho tất cả mọi người cùng biết. Ai ai cũng tỏ ra thán phục sự bao dung và cái tâm tốt của ông. Dĩ nhiên trong số đó thì có những người dùng miệng lưỡi đều cáng của mình để nịnh nọt. Còn về phần ông Thanh thì ông không nhìn nhận ra điều đó, mà ông chỉ phồng mũi lên nghe những câu tán thán đó mà lấy làm vinh hạnh lắm. Bà Thanh suốt ngày hôm nay bà đi cùng với mấy bà bạn của mình đến các cửa hàng khăn áo nổi tiếng của thành phố. Bộ nào cũng ưng ý và lôi cuốn. Bà tậu hơn 20 bộ khăn áo trước sự ngưỡng phục của những bà bạn. Đang hứng khởi, bà tuyên bố luôn: từ nay giờ đi, mỗi lần đi thì tiền xe tôi sẽ là người tài trợ. Dù đi đền gần phủ xa ở đâu cũng vậy. Tôi có được phút giây hạnh phúc như thế này cũng là nhờ ơn trên xoay lối dẫn đường. Vì vậy không thể ăn quả không nhớ đến kẻ trồng cây được. Sang tháng tôi sẽ cho xây điện thánh mẫu tại nhà, để mỗi ngày rằm, ngày mồng 1, chị em ta tập trung về nhà tôi để lễ bái nhé. Người ta vẫn hay nói, nghèo khó ở chốn đông người cũng chẳng ai để ý, còn giàu có thì dù có núp sâu trong đường thiêng nước đục, cũng có người tới hỏi thăm. Quả đúng là như vậy. Những tay tự nhận mình là nhà thiết kế, họa sĩ tranh ảnh, chuyên gia đồ gỗ, nội thất, cứ lũ lượt tìm đến nhà ông bà để môi giới rồi đả động tinh thần. Ông Thành nghe răm rắp, giờ trong tay có tí tiền nên ông cũng muốn oai với xã hội một tí để chứng tỏ về cái sự giàu có rợm của mình. Những bộ bàn ghế đồ sộ, những hòn non bộ tuyệt hảo được vận chuyển từ nhiều nơi về đặt trong tư gia và khuôn viên căn nhà vốn dĩ trước đây từng trống hơ trống hoác. Bà Thanh không để ý việc chồng làm, chỉ biết chồng thông báo bao nhiêu thì chi ra thôi. Bà bận bịu lắm, hàng ngày bà phải lên các đền to phủ nhỏ để trưng diện khăn trầu áo ngự của mình và nhảy múa những điệu nhảy hầu đồng mà bà vốn dĩ rất thành thạo. Ở đời, nhàn vi cư bất thiện đó là điều dĩ nhiên. Vì có tiền trong tay và lại rảnh rỗi nữa, nên thú cờ bạc vốn bị chìm khuất từ lâu nay lại trỗi dậy một cách mãnh liệt trong tâm tính của ông Thanh. Cứ như thế mỗi ngày ông bà cũng ít khi còn gặp mặt nhau trong gia đình, vì ông lo việc ông, bà lo việc của bà. Thậm chí có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nhưng cũng chẳng ai để ý đến ai. Cho đến hôm nay, số tiền khổng lồ ấy đã tiêu pha đến những tờ cuối cùng rồi. Một cuốn sổ dày cộp chỉ có ghi những mục chi tiêu, chứ tuyệt nhiên không có mục thu về. Tay đun đun đếm những khoản chi, bà Thanh thở dài thườn thượt trong lòng nặng trĩu ưu tư. Từ phía ngoài sân, ông Thanh trong bộ dạng thất thểu bơ phờ vì mấy hôm nay đều thức đêm đánh bài. Nằm ông thân tàn mà dài hẳn ra. Thấy vợ, ông hào hứng lên giọng: "Ơ hay, hôm nay bà không đi lễ đền hả? Sao bây giờ còn ngồi đây làm gì thế hả bà?" Mắt rừng rừng như sắp khóc, bà Thanh nhìn chồng bảo: "Hết sạch tiền rồi ông ạ, có còn gì nữa đâu mà lễ với lạc hả ông?" Mắt trợn trừng, là vội lại giật lấy cuốn sổ thu chi từ tay vợ. Miệng ông lẩm bẩm: "Sao có thể như thế được chứ? Những mấy trăm triệu cơ mà, hết chóng vánh như vậy sao?" Rồi hai vợ chồng nhìn nhau thất vọng khi bọc tiền phía trước mặt giờ đây chỉ còn lại số tờ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả đã đi theo những thứ ảo mộng hư vô cả rồi. Mới hơn một giờ chiều mà sao hôm nay trời có vẻ tối quá. Phải chăng từ ngày có chút tiền nên con mắt ông bà cũng mở hẳn đi rồi chăng? Làm mọi việc một cách buông thả thừa thái, không có sự tính toán. Để giờ đây khi nước đã đến chân thì có nhảy cũng không còn kịp nữa rồi. Từ ngày hết tiền, vợ chồng ông bà Thành đâm ra lục đục, cãi vã nhau triền miên. Lão Thành đột nhiên cũng ngã bệnh. Một buổi chiều kia, trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, lão Thành cố hạ miệng ngáp một cách đau đớn: "Mày đầu độc tao, mày độc độc tao, con quỷ cái." Bà Thành gật đầu, đáp bằng một giọng thật lạnh lùng: "Đúng, tôi đầu độc ông. Trước sau gì thì ông cũng chết. Thầy y ta đã nói như vậy. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Có thể một vài tháng, có thể một vài năm. Và ông hiểu rằng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. 15 năm nhọc nhằn, 15 năm đầy cay đắng."
Lão Thành nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn, nhưng cũng ráng gửi lên một tiếng chửi rủa, như lão vẫn chửi rủa vợ lão mỗi ngày trong suốt 15 năm qua. Con đi chó khốn nạn, trời sẽ phạt mày. Bà Thanh vẫn lạnh lùng. Đáng lẽ mình không nên lấy nhau. Tôi không hề yêu ông và ông cũng chẳng ưa tôi. Ông căm hận tôi về việc ông không lấy được con ba cháu lòng. Còn tôi, ông cũng biết rằng tôi chỉ muốn làm vợ anh Bảy thợ hồ. Chỉ vì mấy thửa ruộng của hai nhà sát bên nhau mà cha mẹ ông và cha mẹ tôi buộc tôi phải lấy ông và ông phải lấy tôi. Tôi biết đó là cả một cực hình cho ông cũng như cho tôi. Lão Thành vừa lăn lộn vừa chửi rủa. Đồ con đĩ chó. Bà Thành vẫn nói bằng một giọng đều đều. Tôi có ý định đầu độc ông từ khi ông mới ngã bệnh. Thầy y tá nói rằng ông có thể sống lây lất hàng năm, khiến tôi không chịu nổi. Tôi không còn muốn bị ông đánh đập chửi rủa mỗi ngày nữa. Lão Thành rền rì. Tao cầu mong cho lũ quỷ mặt xanh nanh vàng tra tấn mày dưới địa ngục. Có thể, nhưng dẫu sao tôi cũng tìm được sự bình an trên cõi đời này trước đã. Sống với ông đâu có khác gì bị ác quỷ hành hạ tra tấn. Lão Thành vặn mình đau đớn, hai bàn tay lão nắm chặt lại chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, lão cố thu hết tàn lực. Tao sẽ trở về từ đáy mộ, còn quỷ cái. Rồi lão ráng giơ một nắm tay về phía bà vợ. Tao sẽ chờ mày. Kiệt lực, lão buông tay xuống, mồ hôi tháo ra như tắm, toàn thân run rẩy. Trời đất ơi, đau quá, như dao đâm vào ruột. Đột nhiên bà Thanh ngẩng đầu nghe ngóng, có tiếng chuông xe đạp. Bà bước vội tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài lẩm bẩm. Sao thầy y tá tới sớm quá vậy hả? Rồi bà bước tới bên giường, lượm tấm khăn lông nằm dưới chân giường, cuộn thành một bó, đè cứng vào mặt lão Thành. Ngộp thở, lão Thành cố vùng vẫy nhưng bà Thanh đè nguyên người lên tấm khăn. Chân tay lão Thành giật mạnh mấy cái rồi buông xuôi. Biết lão đã tắc thở, bà Thanh đứng lên thở phào nhẹ nhõm, ném cái khăn lông lên lưng ghế trước khi bước ra mở cửa. Bà nói với thầy y tá vừa bước vào bằng một chất giọng lạnh lùng. Lão đi rồi sau khi bị bất tỉnh như mấy kỳ trước. Mấy nhỏ đi học nên tôi không biết làm sao kêu thầy. Nhưng dẫu sao tôi cũng mừng khi lão không còn hành hạ tôi được nữa. Thầy y tá lắc đầu thông cảm. Ở ngôi làng này mọi người đều biết chuyện của nhau. Thầy đứng nhìn thi thể lão Thanh một lát trước khi kéo cái mền phủ kín mặt lão, rồi quay sang bà Thanh. Ngồi nghỉ một chút đi bà Thanh, đừng lo nghĩ gì nhiều. Để tôi cho ông Sáu thẹo hay, trước khi nói với thầy giáo cho con Hoa và thằng Được về ngay bây giờ. Bà Thanh có muốn kêu ai nữa không? Bà Thanh lắc đầu. Nhờ thầy nói ông Sáu tới, đem lão đi ngay giùm tôi. Bây giờ căn nhà này là của tôi. Lão đi khuất mắt tôi sớm phút nào hay phút nấy, tôi không muốn nhìn mặt lão nữa. Bà nói tiếp bằng một giọng đầy cay đắng. Suốt đời lão làm khổ tôi thù ghét lão từ ngày phải về với lão. Bây giờ căn nhà này là của tôi sẽ khóa chặt căn phòng của lão ngay khi ông Sáu đem lão đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bên trong căn phòng đó nữa, chỉ toàn là những kỷ niệm đớn đau, những lời chửi rủa hận thù. Tôi sẽ thiêu rụi căn phòng của lão nếu căn nhà này không bị ảnh hưởng gì. Rồi bà ngồi xuống ghế, ngước nhìn thầy y tá bằng đôi mắt lạnh lùng giáo hoành. Thầy nhìn bà Thanh, nói bằng một giọng dịu dàng thông cảm. Bà mệt mỏi quá rồi, để tôi về lấy chai nước bổ tới cho bà. Tôi không cần thuốc bổ, cái chết của lão là liều thuốc bổ tốt nhất đối với tôi. Thầy y tá gạt ngang. Thôi, không nên nói xấu người quá cố nữa. Ai cũng biết ông Thanh đối xử với bà ra sao rồi, để tôi đi kêu ông Sáu. Chưa đầy nửa tiếng sau, ông Sáu thẹo và một thanh niên phụ việc đẩy xe tới. Bà Thanh đứng ngay cửa phòng chờ cho hai người, vừa khiêng lão Thanh ra là bà khóa cửa lại, bỏ chìa khóa vào túi áo. Tôi thề sẽ không bao giờ đặt chân vào căn phòng này cho tới khi tắc thở.
Hai người đàn ông lắc đầu thông cảm. Họ hiểu rõ cuộc sống khốn khổ nhục nhằn của bà bên ông Thanh từ nhiều năm qua. Những năm kế tiếp, bà Thanh ra đồng làm việc cùng các lực điền và dành dụng thêm được khá nhiều vào cái vốn đã đổ sổ của bà. Bà vẫn lạnh lùng, không hề hở môi và không hề có bạn, như Lão Thanh không hề có bạn. Rồi hai đứa con bà lớn lên, con Hoa lập gia đình rồi theo chồng về làng bên, bà Thanh không nói một lời. Thằng Đực lớn lên ra đồng làm việc phụ mẹ, khiến bà giảm được một gánh nặng. Rồi thằng Đực lấy vợ và đem cô dâu mới về ở chung với bà Thanh. Rồi lũ con nít ra đời, sáu đứa cả thầy. Nếu những tiếng cười vô thanh của bầy trẻ có khiến cho tâm bà mềm đi một chút, bà cũng không hề để lộ ra ngoài. Suốt những tháng năm dài đó, một cái phòng được gọi là phòng của nội vẫn luôn luôn được khóa chặt. Cả gia đình không một ai nhắc nhở tới. Lũ trẻ biết có một cái gì mà chúng cho là rất kinh khủng ở bên trong, nên mỗi lúc phải đi ngang phòng, chúng đi thật lẹ. Và khi bóng tối bao phủ căn nhà, ánh đèn dầu lung linh tạo nên những hình nhân lắc lư rung động trên tường, chúng không bao giờ dám bước tới gần căn phòng của nội. Dĩ nhiên đầu óc trẻ thơ của chúng tưởng tượng thật nhiều. Rồi một năm châu chấu phá hoại mùa màng, năm sau trời hạn hán khiến giá thóc gia tăng trong khi lương bổng bị cắt giảm, nhiều chủ điền cho thợ nghỉ việc. Gia đình Hoa là một trong những nạn nhân đầu tiên. Mùa màng thất bát, chồng đau ốm rồi một đứa con chào đời. Vợ chồng Hoa bồng con về xin bà Thanh cho ở chung. Bà Thanh vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhường cho vợ chồng Hoa một phòng. Rồi tới phiên anh rể của Đực bị chủ điền cho nghỉ việc, không công ăn việc làm, không tiền trả tiền mướn, anh ta cầu cứu vợ Đực. Nàng dâu bèn thư chuyển với mẹ chồng. Bà Thanh lúc này đã già, nói với con dâu bằng một giọng cương quyết trong bữa ăn chiều. Thêm bốn miệng ăn nữa cũng chẳng sao, cho tụi nó tới đây. Nhưng không biết rồi tụi nó ngủ ở đâu. Hoa liếc nhìn Đực trước khi ngập ngừng nói lên cái ý nghĩa của tất cả mọi người. Phòng của nội, mình có nên mở cửa phòng cho thoáng khí trước khi cho họ dọn vào không, hả mẹ? Bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng nặng nề. Bà Thanh liếc nhìn con gái trước khi lần lượt nhìn vào mặt từng người gằn giọng. Mẹ đã thề không bước chân vào phòng đó cho tới ngày nhắm mắt. Hoa thu hết can đảm. Nhưng mẹ đâu có bước vào đó làm gì? Nhà mình chật quá, đâu còn chỗ nào khác nữa à? Bà Thanh đặt đũa xuống bàn, nói thật chậm rãi. Nếu có ai ngủ trong phòng đó, người đó phải là mẹ. Mẹ đã ở với cha tụi bay 15 năm trời, 15 năm đầy đắng cay thù hận. Cha tụi bay ghét mẹ hơn ghét mẹ, ghét ông. Căn phòng đó đầy những sự thù ghét, và sau mấy chục năm trời đóng kín, những sự thù ghét đó hiện đang sôi sục, chỉ chờ cửa mở là tràn ra phủ ngập căn nhà này. Nhưng không sao, mẹ sẽ dọn vào đó. Hoa nói bằng một giọng đầy hối hận. Phải chi, con đừng đưa ra đề nghị đó. Con biết là có một cái gì giữa cha và mẹ nằm trong đó, nhưng con không biết. Bà Thanh ngắt lời con gái. Một cái gì mà con nói đó chính là sự thù ghét giữa mẹ và ông. Nhưng không sao, mẹ đã già rồi, hơn 70 rồi. Chắc mẹ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bà ngưng lại, đôi mắt già mỏi mệt nhìn thật xa xôi. Có thể đây là sự tiền định. Ông nói rằng ông sẽ chờ mẹ. Có thể, ai biết. Rồi bà đứng lên. Mẹ sẽ mở cửa phòng vào sáng ngày mai. Dứt lời, bà mím chặt đôi môi, bước lên cầu thang về phòng ngủ trên lầu. Vào phòng, bà Thanh đóng cửa lại, ngồi yên lặng trên cái ghế nhỏ bên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào hư không, trong khi cuốn phim dĩ vãng hiện ra thật rõ. Bây giờ, bà đang bị thúc giục mạnh mẽ bởi một ước muốn mà bà vẫn chôn chặt trong lòng từ gần một nửa thế kỷ. Ước muốn của tất cả những kẻ sát nhân muốn nhìn lại khung cảnh phạm trường. Ước muốn này đã tới với bà hàng ngàn lần trước đó, nhưng lần nào bà cũng nén lòng được. Bây giờ, chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa, căn phòng sẽ được mở ra. Ước muốn lại trở về, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Căn phòng đóng kín đang đéo gọi bà. Trong óc bà, một tiếng nói vô cùng mạnh mẽ vang lên. Bây giờ, bây giờ. Tiếng nói này rất quen thuộc đối với bà, vì đó là tiếng nói của chính ông Thanh, người bà thù ghét, người bà đã giết chết. Hàng mấy chục năm trời, rồi bà trở lại ngồi trên ghế lắng nghe những tiếng chân lần lượt về phòng. Một lúc sau,
căn nhà tối tăm đã hoàn toàn yên tĩnh. Bà Thanh đứng dậy hé cửa nhìn ra dãy hành lang, tất cả đều đang ngủ yên. Bà bèn trở vào phòng, cầm cây đèn dầu, mở cửa thật nhẹ rồi rón rén bước xuống cầu thang. Ngoài trời không khí bỗng trở nên nặng nề dường như muốn bão. Bà nghe tiếng gió rít qua những cành cây, có một cái gì tương tự như tiếng gió than van ngoài đêm tối. Bà Thanh ngưng lại, nghiêng tai lắng nghe và đột nhiên ký ức trở về thật rõ. Bà lẩm bẩm, giống như đêm trước khi lão chết. Tim bà đập mạnh hơn khi đứng trước cánh cửa đen ngòm, lạnh lùng của căn phòng chứa đầy thù hận. Sau một thoáng ngập ngừng, bà chuyển cái đèn sang tay trái, tay mặt lấy cái chìa khóa đút vào ổ khóa. Bà vặn nhẹ, ổ khóa không chuyển động. Bà vặn mạnh hơn, cạch, ổ khóa bật ra. Bà đứng yên một lát, bàn tay đặt trên nắm cửa. Tự nhiên bà run lên vì lý do gì không rõ. Bà lẩm bẩm, lão đã nói là lão sẽ trở về từ đáy mộ, lão sẽ chờ. Bà vặn nắm cửa đẩy mạnh, cái bản lề cũ kỹ rít lên phản đối trước khi cánh cửa bung ra. Một làn sóng hận thù từ trong phòng tràn ra phủ kín người bà. Bà chậm chạp bước vào, đôi môi mím chặt, giơ cao ngọn đèn dầu. Bà quan sát mọi vật trong phòng. Đó là cái giường với tấm khăn trải giường nhăn nheo, nơi ông Thành thở hơi cuối cùng, hay không thể thở hơi cuối cùng. Đó là cái gối mà ông Thanh cúi đầu trước khi nhắm mắt. Mọi vật không hề thay đổi. Bà Thanh thoáng nhớ rằng cả thầy y tá lẫn ông Sáu Thẹo, những người cuối cùng đặt chân vào căn phòng này, đều đã ra người thiên cổ. Kế bên đầu giường là một cái bàn nhỏ, nơi vẫn còn cái ly mà bà pha thuốc độc cho ông Thanh. Bà lẩm bẩm, lão đã nói là lão sẽ chờ. Căn phòng thật ẩm thấp và bụi bặm. Bà Thanh khép cửa lại, đặt ngọn đèn dầu lên cái bàn nhỏ bên cạnh cái ly, rồi bước tới bên cửa sổ, mở toang cánh cửa. Một ngọn gió từ bên ngoài lùa vào rít lên. Ngọn đèn chợt lung linh vì gió, tạo nên những bóng đèn quái đản nhảy múa trên tường. Trên lưng ghế, chiếc khăn lông mà bà dùng đè cho ông Thanh chết ngộp đã trở thành vàng khè. Tuy bà vẫn nhìn thấy thật rõ một đốm đen ở chính giữa, đốm đen mà bà biết là những giọt nước rãi cuối cùng của ông Thanh. Bà bước tới giữa phòng, đôi mắt vẫn không rời khỏi đốm đen trên chiếc khăn lông, rồi bà lặp đi lặp lại. Lão đã nói là lão sẽ trở về từ đáy mộ, lão sẽ chờ. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi ào qua khung cửa sổ, ngọn đèn trao lên trước khi tắt ngấm. Bóng tối bất ngờ khiến bà Thanh hoảng hốt, lần đầu tiên trong đời bà biết sợ. Bà liếc nhìn về phía cái giường và chợt nhận thấy dường như có một người đang nằm, mặt quay về phía bà đưa tay vẫy vẫy. Bà run rẩy bước lui trước khi té ngồi xuống ghế. Một cơn gió mạnh thổi chiếc khăn lông bung lên, trùm kín mặt bà Thanh. Bà hoảng hốt giãy giụa trong bóng tối và cảm thấy chiếc khăn lông như một con bạch tuộc với những cái vòi gớm ghiếc đang siết chặt quanh cổ của bà. Bà đưa hai tay lên cố kéo mạnh chiếc khăn lông ra, trong khi bên tai bà, tiếng ông Thanh vang lên mồn một. Tao sẽ trở về từ đáy mộ, tao sẽ chờ mày. Sáng sớm hôm sau, người ta thấy bà Thanh nằm chết trong căn phòng. Quanh cổ bà là chiếc khăn lông vàng khè, chiếc khăn mà bà dùng hạ sát ông Thanh. Một cái kết thật thê thảm và đáng buồn. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Thuận Thiên. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Nguyễn Thanh Hùng mang tên Ngôi làng bị nguyền rủa. Tại cuối dòng có con sông Ô Lạp. Con sông này chẳng có ai biết nó bắt nguồn từ nơi nào và chảy đi đến nơi nào. Chỉ biết nó chảy từ trong một ngọn núi lớn. Ngọn núi này có tên là núi Đầu Lâu. Trong khu rừng dưới chân núi Đầu Lâu đó, từ khi nó hình thành đến nay chưa có ai dám bước chân vào đó. Vì người ta đồn rằng trong đó có yêu quái tu luyện thành tinh. Hễ có ai bước chân vào trong núi đó sẽ bị nó ăn thịt mất xác. Thế cho nên dân cư quanh vùng đó họ đều ở cách xa khu rừng ở núi Đầu Lâu này rất là xa. Dòng sông Ôn Lạp chạy xuyên qua núi rừng trùng điệp rồi đổ về phía xa, cách đó rất xa. Nếu đi bộ mất gần một ngày mới đến chân núi Đầu Lâu. Tuy nhiên khác với thường lệ và lời đồn, nơi gần chân núi Đầu Lâu lại có một ngôi làng tên là An Hạ sinh sống gần đó. Làng An Hạ là một ngôi làng có rất ít dân sinh sống. Nơi này loanh quanh chỉ có 80
90 nóc nhà mà thôi. Những ngôi nhà được làm bằng vách đất dày, mái lợp bằng rơm dày. Ở đây mùa nắng rất nóng, còn mùa lạnh thì rất lạnh. Thế cho nên người dân làm nhà tuy nhỏ nhưng chắc chắn, kiên cố để chống lại thiên nhiên và còn chống lại cả thú rừng nữa. Chẳng có ai biết ngôi làng An Hạ được hình thành từ khi nào. Ngay cả các cụ già nhất trong làng cũng không biết nó được hình thành từ khi nào. Họ chỉ biết trong làng chỉ có duy nhất một dòng họ được làm trưởng làng mà thôi. Đó là dòng họ Mai. Các đời thế hệ đi trước đều ghi trong gia phả cả làng An Hạ chỉ được bầu gia đình nhà họ Tôn đời đời lên làm trưởng làng mà thôi. Nhiều người thắc mắc nhưng chẳng thể nào trả lời được câu hỏi đó. Đặc biệt làng An Hạ, người dân nơi này tự cung tự cấp, không được giao du với người bên ngoài. Vì vốn dĩ ngôi làng này, người dân không bao giờ được bước chân ra khỏi làng. Có lẽ các bạn sẽ tự nghĩ vì sao lại không được bước chân ra khỏi làng. Bởi vì ngôi làng này bị bao bọc bởi một làn sương mù mờ đặc và dày đặc. Chỉ có một lối đi duy nhất có thể đi, chính là đi vào núi Đầu Lâu. Và đặc biệt làn sương mù này chẳng biết kéo dài đến đâu. Từng có nhiều người thử vượt qua làn sương mù đó đi ra ngoài, nhưng một đi không trở lại. Sau đó người ta tìm thấy vô vàn xương người trong làn sương mù đó. Có một đợt có người chạy thoát từ trong sương mù quay về làng, nhưng anh ta chết ngay sau đó vì đau quá. Toàn bộ da của anh ta chẳng biết bị thứ gì lột mất, trông vào buồn nôn vô cùng. Và trong gia phả của làng có ghi chép lại rằng làng An Hạ bị nguyền rủa. Trưởng làng An Hạ hiện tại là ông Hạ. Chức trưởng làng này từ cha ông là Mai Tiến truyền lại. Năm nay ông Hạ cũng ngót nghét lên 50 rồi. Nhưng ông quanh năm làm lụng vất vả nên vô cùng cường tráng. Và người dân nơi này sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, săn bắn, hái lượm. Xung quanh núi Đầu Lâu sương mù răng kín lối, chỉ còn duy nhất lối duy nhất là lên núi Đầu Lâu là không bị sương mù răng. Có nhiều người làng An Hạ cũng có ý định đi xuyên rừng để thoát khỏi cái làn sương mù. Nhưng đôi khi đi đến cuối vành đai rừng lại phát hiện sương mù ở đây cũng có, nó như một bức tường ngăn cách vậy. Và ở đây còn có một tục lệ truyền lại từ xưa, đó là hiến tế. Hàng năm cứ đến rằm tháng 7 thì sương mù sẽ dồn ép vào một đoạn. Vì thế cứ rằm tháng 7 hàng năm, người dân trong làng sẽ hiến tế gà, heo, trâu, bò, thậm chí cả đồng nam đồng nữ. Vì ngày xưa truyền lại nói rằng làng của họ đắc tội một người không nên đắc tội. Thế cho nên người đó làm phép nguyền rủa cả ngôi làng phải sống trong sự bao bọc của sương mù. Những thứ đồ hiến tế được họ ném vào trong sương mù vào đêm trăng rằm tháng 7. Những đứa đồng nam đồng nữ thì họ giết chết rồi mới ném vào trong sương mù. Qua rằm thì sương mù sẽ lui về vị trí cũ. Lúc này lộ ra những bộ xương gà, vịt, gia cầm, súc vật và xương của những đứa đồng nam đồng nữ. Ông Hạ trưởng làng có một vợ và hai đứa con. Đứa con đầu tên là Thu, đứa thứ hai là con trai tên là Đông. Năm nay con Thu cũng đã đến tuổi cập kê nên ông Hạ cũng đã gả đi cho một đứa thanh niên trong làng. Chỉ còn thằng Đông, năm nay lên 17, nó cũng thuộc dạng nổi tiếng trong làng với tài bẫy thú rừng bơi lội giỏi. Cứ ngỡ rằng suốt đời của những người dân làng An Hạ sẽ phải sống trong cảnh loanh quanh trong ngôi làng tồi tàn này. Nhưng rồi một biến cố xảy ra. Cách đây mấy hôm, đột nhiên ông Hạ bị bệnh. Từ xưa đến giờ chưa bao giờ ông mắc phải căn bệnh quái lạ thế này. Chỉ có điều là ở làng này, người dân ai cũng rành một vài vị thuốc để chữa bệnh. Vì trong gia phả của làng có truyền lại cho đời sau. Những người biết hái thuốc đều đã tìm cách chữa bệnh cho ông Hạ. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Căn bệnh quái ác của ông khá là khó hiểu. Ban ngày thì lúc tỉnh lúc mơ, lúc sốt lúc lạnh. Cả người thay đổi thân nhiệt liên tục. Dù đang là mùa hè, có khi ông quấn 2-3 cái chăn bằng da thú cũng thấy lạnh. Có khi lại cởi hết quần áo vì thấy nóng. Gia đình vợ con rất lo lắng cho ông, chẳng hiểu vì sao lại ra cớ sự này. Thằng Đông, con trai thứ của ông, nó tìm mọi cách nhưng không tài nào có thể chữa dứt bệnh của cha nó. Sau đó có một cụ bô lão trong làng tìm nó nói khẽ. Căn bệnh của cha cháu rất quái lạ. Trong gia phả của làng cũng từng ghi lại, trên núi Đầu Lâu có một loại thực vật gọi là đằng văn. Nó sống trên những cây cổ thụ chọc trời, cũng có khi trên vách đá treo leo. Nếu cháu đi hái được đằng văn thì may ra có cơ hội có thể cứu cha của cháu. Nói xong cụ bô lão ấy còn chỉ cho Đông cách nhận biết cái cây đó như thế nào, hình dáng ra sao. Nghe xong Đông nói, cụ yên tâm đi,
cháu sẽ lấy được Đặng Văn trở về trị bệnh cho cha cháu. Nói rồi Đông cảm ơn vị bô lão rồi về nhà mình. Cậu chuẩn bị một ít thức ăn khô, nước uống, vật phòng thân để lên núi Đầu Lâu. Từ làng An Hà đi đến chân núi Đầu Lâu cũng mất thời gian khoảng nửa nén nhang cháy. Bây giờ cũng đã nửa buổi. Đồng nói với bà Hoa mẹ nó. Con lên rừng kiếm thuốc cho cha, có khi mai con mới về. Mẹ ở nhà chăm sóc cho cha giúp con. Bà Hoa gạt gạt chút mồ hôi trên mặt rồi nói. Con đi nhớ cẩn thận, đừng vào sâu trong núi quá. Nhớ lời mẹ dặn nghe chưa? Thằng Đông đáp. Vâng, con nhớ rồi. Con đâu có dạy gì đem tính mạng ra đùa đâu à. Cha mẹ đang đợi con đem thuốc về mà. Thôi, con đi đây. Nói rồi Đông bước chân ra khỏi nhà. Đằng sau lưng là một chiếc giỏ được đan bằng sợi cây rừng với một ít thức ăn, nước uống và một con dao bằng sắt. Cứ thế Đông cắm cúi đi dần, lên núi Đầu Nâu. Xung quanh con đường sương mù răng kín lối. Đi tàn một nửa nén nhang thì bắt đầu đặt chân đến mép rừng. Đông ngồi bệt xuống một cái tảng đá bên mép rừng ngồi nghỉ. Vì con đường lên đây dốc cao, mệt quá. Đang ngồi thì có tiếng người từ phía sau rừng vọng ra. Đông à, đi đâu mà một mình lên đây? Đông giật mình quay lại. Cậu nhận ra đó là bác Thập, người cùng làng An Hạ. Bác Thập chắc cũng đi vào rừng săn bán gì đó. Đông chào. Dạ, cháu chào bác. Cháu vào rừng kiếm ít cây thuốc về chữa bệnh cho cha cháu. Bác đi săn về à? Bác Thập gật gật đầu rồi nói. Ừ, bác vừa đi săn về. Thôi bác về đây, chú ý an toàn nhé cháu. Đừng có đi quá xa vào rừng. Đông nhìn theo bóng lưng bác Thập đi khuất, cậu mới đứng dậy đi dần vào trong rừng. Trời đang xế chiều, nhưng ánh nắng vàng rực cũng không thể len lỏi chiếu xuống hết được nơi này. Vừa bước chân vào chân núi Đầu Lâu, giống như bước vào hai thế giới hoàn toàn vậy. Trong này mát lạnh, xua tan đi cái nóng nực khi nãy ở ngoài. Tiếng côn trùng kêu, tiếng chim kêu rả rích. Đông cũng biết nếu như muốn tìm được Đặng Văn, thì ngoài này chẳng thể nào tìm được. Thế cho nên cậu cứ cắm đầu cắm cổ đi sâu vào trong rừng, vẫn còn cách xa lặn ranh mà người xưa truyền lại khi bước vào núi Đầu Lâu. Trời cũng dần tối, Đông ngồi nghỉ bên một hốc cây cổ thụ rỗng hốc, bên ngoài chặt mấy cành cây to che kín cửa hốc lại tránh thú dữ. Đông cũng không đốt lửa luôn, cứ thế ngồi trong bóng tối ăn uống, rồi cậu lấy ra một chút bột phấn màu đen, rải vòng quanh chỗ cậu ngồi. Đây là bột đuổi côn trùng vô cùng hiệu quả, do người xưa của làng An Hạ nghiên cứu ra. Làm xong mọi chuyện, Đông an tâm nằm xuống. Bất chợt phía bên ngoài có tiếng loạt xoạt trên lá cây vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng mà Đông vẫn nghe ra, đây là tiếng của thú rừng đang đi. Cậu vội vàng nín thở ngồi dậy, nắm lấy con dao trên tay, nín thở phòng bị. Tuy cái cửa của cái hốc cây này cậu đã che chắn vô cùng chắc chắn, nhưng để đề phòng bất chắc nên phải cẩn thận. Không biết qua bao lâu, tiếng chân kia dần rời xa rồi biến mất. Đông thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống ngủ, nhưng trong lòng cảnh giác vô cùng. Cũng may đêm đó qua đi nhanh chóng mà không còn con vật nào xuất hiện. Đợi đến khi mặt trời lên cao chiếu xuống, Đông mới lồm cồm chui ra khỏi cái hốc cây, vội vàng ăn chút đồ ăn đem theo. Đông lại đi tiếp. Lúc này Đông mới nhìn thấy vài dấu chân của động vật tối qua để lại. Vì có kinh nghiệm đi rừng phong phú nên Đông nhận ra đây là chân của chó sói. May mà tối qua chỉ có một con, chắc là lạc bầy. Nếu không thì Đông không biết có còn đứng ở đây không. Đông lại đi tiếp vào sâu bên trong, để đến được những nơi có vách đá thì phải đi sâu vào nữa. Nơi mà điểm giới hạn con người được đến thì nơi đó mới có vách đá. Đi đến trưa thì cũng cần đến nơi cần đến. Bây giờ Đông vừa đi vừa chú ý mấy cái cây cổ thụ trên cao. Vì Đặng Văn có thể sẽ mọc ở trên đó, cũng có thể trên vách đá treo leo. Tìm đến cả canh giờ cũng chẳng thấy dấu vết nào cho thấy có Đặng Văn, mà Đông cũng chạm đến ranh giới an toàn. Cậu dừng lại, cố gắng đặt hy vọng vào mấy cái cây xung quanh, nhưng có lẽ không có may mắn nào cho Đông cả. Cậu buồn bã ngồi xuống miệng lẩm bẩm. Không lẽ cha mình không cứu được sao? Chà, con bất tài, con vô dụng. Biết phương thuốc cứu chữa cho cha, nhưng con tìm cả ngày nay không thấy. Đông cứ ngồi bệt ở dưới đất như vậy cho đến khi tối mịt. Lúc này Đông mới sực tỉnh lại, cậu đang ở trong rừng. Cũng may mấy lần trước Đông cũng có vào đây vài lần, nên biết chỗ ẩn nấp qua đêm. Đông tìm đến một cái hốc cây vô cùng an toàn,
vẫn còn sẵn đồ chắn cửa, chắc là của người trước để lại. Sau khi che chắn, Đồng chẳng thèm ăn uống, chỉ rắc ít bột xua đuổi thú rừng xuống đất, rồi nằm xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Rồi Đồng mơ thấy một giấc mơ chết chóc. Trong mơ cậu nhìn thấy khung cảnh một ngôi làng bị bao bọc bởi một làn sương mù xung quanh, như một bức tường bao quanh vậy. Người dân đang bị tàn sát bừa bãi, có người thì mất đầu, người thì bị lột da. Việc đó cứ xoay đi xoay lại. Đồng có mường tượng rằng tại sao những ngôi làng này quen như vậy. Đến khi trước mặt cậu xuất hiện một khuôn mặt vô cùng quen thuộc mà cậu không thể nào quên. Cái khuôn mặt này trên bức tranh treo tường gia tộc nhà cậu ngày nào cũng nhìn thấy. Đó là ông cố của Đông. Hóa ra đây là làng An Hạ. Đông nhìn thấy ông cố của mình bị làn sương mù nuốt đi. Cậu hét lên. Không! Không! Ông cố! Đông giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Nhìn lại thì thấy mình đang nằm ở trong hốc cây. Hóa ra mọi chuyện chỉ là giấc mơ mà thôi. Dù sao ông cố cũng đã chết từ lâu rồi, cậu cũng không thấy mặt, chỉ nhìn thấy bức tranh và cái người trong mơ có nét rất giống nhau. Cậu nhanh chóng gạt ra thầm nghĩ trong đầu. Chắc chỉ là mơ linh tinh thôi. Thôi, quay về vậy. Đồng gạt những nhánh cây và vật che chắn hốc cây ra, rồi chui ra ngoài. Ánh nắng len lỏi vài tia chiếu xuống, cũng không đủ xua tan đi cái lạnh của buổi sớm mai và cái u ám của khu rừng. Đồng lấy giỏ trên vai xuống, ăn chút đồ khô cho có sức rồi định quay lưng đi. Nhưng chưa kịp quay lưng, bỗng trước mặt của Đồng bất thình lình xuất hiện một con khỉ đột vô cùng to lớn. Đồng nhìn thấy nó chuyển từ cảnh này sang cảnh khác cũng không quan tâm cho lắm, vì Đồng cũng gặp nhiều lần rồi. Cậu định xoay lưng đi, nhưng vô tình ánh mắt cậu nhìn vào cái miệng con khỉ đột đang ngậm một thứ gì đó vô cùng quen mắt. Đồng dụi mắt hai lần rồi mới nhận ra trên miệng con khỉ đột đang ngậm cái thứ mà cậu vất vả tìm kiếm hai ngày nay hay sao. Đó chính là một nhánh cây đằng văn. Vì khắc cốt ghi tâm trong lòng nên Đồng nhìn cái nhận ra ngay. Cậu vui mừng cầm con dao hét lên. Đứng lại, thả nhánh cây xuống. Đứng lại. Đồng đuổi theo con khỉ đột. Vì nó thân hình cũng to nên di chuyển cũng chậm chạp. Thấy có người đuổi theo thì nó cũng chẳng sợ sệt gì, vẫn khoan thai chuyển từ cảnh này sang cảnh khác. Đồng cứ cắm đầu cắm cổ đuổi theo, mà không biết rằng cậu đã vượt qua khu an toàn chạy vào vùng cấm. Lúc này tâm trí của Đồng đều tập trung đến con khỉ đột kia. Một vật chuyển cảnh chạy, một người đuổi miệng không ngừng kêu lên, đứng lại. Đuổi nhau với con khỉ, khoảng uống cạn một chung trà, thì trước mặt Đồng xuất hiện một vách núi cao chót vót. Trước mặt Đông còn có một cái cây vô cùng kỳ lạ, nó thẳng tắp, không có cành mà lại cao. Lúc này Đông mới bừng tỉnh lại, giật mình nhận ra cậu đã đi vào vùng rừng cấm của núi Đầu Lâu. Bây giờ mà quay ra chắc còn kịp. Nhưng mà Đông lại thấy con khỉ đột đang treo leo trên cái cây cao trước mặt. Cái cây này cao nhưng thân cây vô cùng nhỏ, xung quanh không còn đường cho con khỉ chạy nữa. Đông đi đến ôm cái cây lung lay, muốn cho con khỉ đột sợ mà nhả nhánh đằng văn ra. Cái cây cao nên khá yếu, chỉ với mấy lần lay lay của Đông thì nó như muốn bật gốc. Lúc này con khỉ sợ quá nó ré lên, rồi sợi đằng văn rơi ra từ miệng nó rơi xuống. Cũng là lúc cái cây Đông đang ôm thì bị bật gốc ngã ra bên ngoài. Lúc này con khỉ ré lên một cái, rồi thoáng cái không biết nó chạy đi đâu. Sợi đằng văn rơi xuống trước mặt của Đông, cậu vui mừng vô cùng nhặt nó lên rồi lẩm bẩm. Không ngờ lại gặp may đến vậy. Cha ơi, con tìm được thuốc rồi cha ơi. Đồng toàn chạy đi thì vô tình vấp phải cái rễ cây lúc nãy cậu lay bị ngã. Đồng té lăn quay vào một mỏm đá. Lúc này cậu lồm cồm bò dậy mới nhìn ra nơi này có một cái hang sâu vô cùng. Gió từ trong thổi ra thành từng tiếng giống như có con gì hú vậy. Đồng sợ quá leo lên để đi về. Khi leo lên trên chỗ lúc nãy thì trước mặt Đông có cái gì đó lóe sáng. Tò mò nên Đông lại nhìn kỹ, phủi chút bụi đất bám trên đó. Đông nhận ra đây là một cây gậy bằng vàng ròng. Nhìn nó chỉ to như ngón tay cái thôi. Nhưng lúc nãy vì cái bộ rễ của cái cây kia nó che nên cậu không thấy. Bây giờ cái cây kia bị bật rễ nên mới phát hiện ra. Đông tò mò nhìn kỹ, cây gậy vàng này cắm xuống đất, đưa tay rút nó lên. Bất chợt ngọn núi như rung lên bần bật vậy.
cầm cây gậy bằng vàng trên tay, đồng ngắm nghía nó, thủ pháp chế tác thật tinh xảo. Bên trên điêu khắc từng nét hoa văn rất là quỷ dị và lạ mắt. Bỗng có một tiếng hú phát ra từ trong hang sâu bay ra. Đông giật mình quay lại nhìn xem có thứ gì đó không. Chẳng có gì, trước cửa hang lại xuất hiện hai chữ, Sơn Thần. Đông đọc hai chữ đó mà ngạc nhiên vô cùng, cậu lẩm bẩm. Không lẽ đây là hang động của Sơn Thần ở? Không lẽ có Sơn Thần trong truyền thuyết chăng? Trước đây Đông có nghe người ta đồn rằng trong núi Đầu Lâu có Sơn Thần hay giúp dân, nhưng mà không biết vì biến cố gì mà lại hại dân. Đó chỉ là lời truyền miệng, chứ Đông cũng không biết thực hư ra sao. Đông nghĩ xong bèn nhảy xuống trước cửa hang nhìn vào. Bỗng từ đâu đó vang lên một giọng nói mơ hồ. Người muốn ước điều gì, ta sẽ làm cho ngươi toại nguyện. Giọng nói đó mơ hồ thoáng qua, Đông lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại, rồi cậu nhìn giáo giác xung quanh, sau đó vỗ vỗ cái đầu. Cậu nghĩ có thể mình nghe nhầm. Nhưng Đông vẫn móc trên lưng cái giỏ đồ, đặt mấy thứ đồ ăn còn nguyên vẹn xuống đất với cái hồ lô nước, rồi Đông khấn. Cậu khẩn Sơn Thần ngài hiển linh, giúp cho cha con khỏi lại bệnh. Nếu cha con khỏi bệnh, sau này con sẽ thường xuyên cúng bánh trái cho ngài ở đây. Cẩn mong Sơn Thần hiển linh cho lời khẩn cầu của con. Khấn xong Đông lùi dần rồi quay lại rừng chạy thật nhanh theo con đường lúc nãy vào. Cũng may là vì đuổi theo con khỉ đột mà lạc vào đây. Nhưng với kinh nghiệm đi rừng, Đông vẫn nhớ làm dấu lên ngọn cây. Chạy nhanh quay lại chỗ cũ, trời cũng gần tối. Đông nghĩ bây giờ mà ra khỏi rừng sẽ nguy hiểm. Thế nên Đông quyết định tìm đến cái hốc cây, lúc tối ngủ lại một đêm, rồi sáng sớm mai chạy về. Một đêm yên bình trôi qua nhanh chóng, Đông rời khỏi cái hốc cây đi ra ngoài rồi chạy thật nhanh theo con đường quen thuộc về làng. Trong lòng cậu vui sướng vô cùng. Khi ra khỏi rừng, Đông còn huýt sáo reo hò vui sướng. Lúc đi lên thì đi chậm, lúc về thì Đông chạy nhanh hết tốc lực, mong rằng nhanh chóng về nhà. Về đến đầu làng, Đông đã thấy mẹ mình đi đi lại lại trước cổng. Có lẽ bà đã lo lắng cho đứa con trai của mình quá rồi. Đông vội kêu lên. Mẹ! Mẹ ơi mẹ! Con về rồi! Con tìm được thuốc cho cha rồi! Bà Hoa nghe thấy tiếng đứa con thân yêu của mình, ngẩng đầu lên nhìn, nước mắt ngắn dài trên mặt bà bật khóc thành tiếng. Ôi! Con của mẹ! Con của mẹ về rồi! Con nói đi có 2 ngày mà nay đã là ngày thứ 3 con mới về. Là mẹ lo lắng quá. Con đi lên đó có nguy hiểm gì không? Đồng lắc đầu trả lời. Cậu giấu giếm chuyện vượt qua ranh giới an toàn. Cậu nói với mẹ. Trên đó không có nguy hiểm gì cả. Con còn tìm được thuốc như trong gia phả về chữa bệnh cho cha đây này. Nói rồi, Đồng gỡ cái giỏ phía sau lưng xuống. Lôi cái đoạn đằng văn cậu đã khói kỹ trong một cái miếng vải ra đưa cho bà Hoa. Sợi đằng văn vẫn còn xanh tốt vô cùng. Bà Hoa nhận lấy rồi nói. Thế thì tốt quá rồi. Thôi, mẹ con mình về báo tin cho cha con mừng. Ông ấy lo cho con lắm đấy. Hai mẹ con Đông về nhà. Lúc này ông Hạ đúng vào lúc không bị sốt nữa. Vừa thấy Đông về, ông vui vô cùng nhưng không nói ra. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt được lóe vui mừng là biết. Nhưng ông vẫn cố gắng trách Đông một tiếng. Về là tốt rồi. Về là tốt rồi. Mẹ của con lo lắng cả đêm qua không ngủ. Con có bị thương chỗ nào không? Đông cười nói lắc đầu. Con không sao cha. Đây này, con khỏe như voi đây này. Cha xem này, con còn tìm được đằng văn về chữa bệnh cho cha này. Lúc này, Đông hạ cái giỏ xuống lôi ra nhánh đằng văn khoe với ông Hạ. Ông nhìn rồi cười vỗ vai thằng Đông một cái, rồi cười nói. Con ra gọi mẹ vào đây, cháu có chuyện này muốn nói với hai mẹ con. Thằng Đông nói. Cha tự hãy nói, chuyện quan trọng bây giờ là làm sao chị dứt bệnh cho cha đã chứ. Ông Hạ nói. Con cứ gọi mẹ vào, chuyện cha muốn nói chính là về căn bệnh của cha. Thằng Đông nghe ông Hà nói vậy thì bán tín bán nghi, tuy nhiên nó cũng đi gọi bà Hoa vào. Khi hai mẹ con thằng Đông vào thì ông Hà đang ngồi trên chiếc bàn uống nước chờ họ. Ông nói thằng Đông đóng cửa rồi ông nói. Tối qua tôi có mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ tôi nhìn thấy một giọng nói mơ hồ, nói là đến chữa bệnh cho cha theo lời khẩn cầu của con. Trong mơ, cha chỉ nghe thấy tiếng nói như vậy, xong rồi không còn nghe thấy gì nữa. Nhưng lạ thay, sáng nay cha không còn lên cơn bệnh nữa,
bình thường giờ này cha phát bệnh rồi. Thằng Đông nghe cha nói như vậy, bán tín bán nghi nó nói. Cha, có vẻ cha sợ Đặng Văn này không chữa được bệnh cho cha, nên cha mất hy vọng rồi phải không? Ông Hạ lắc đầu nói. Cha nói thật mà, không tin hai mẹ con cứ xem cha có phát bệnh không. Cả ngày hôm đó hai mẹ con thằng Đông cứ đi ra đi vào, nhìn chằm chằm vào ông Hạ. Nếu có gì bất thường, trở tay còn kịp. Ấy thế mà cả ngày nay trôi qua, ông Hạ vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì phát bệnh cả. Đêm đến, sợ ông Hạ sẽ phát bệnh vào buổi tối, hai mẹ con Đông chia nhau canh ông Hạ. Đến sáng hai mẹ con ngáp lên ngáp xuống, còn ông Hạ thì ngáy o o trên giường. Bấy giờ hai mẹ con mới tin là bệnh tình của ông Hạ đã khỏi. Sáng đó ông Hạ dậy, lần này ông mới hỏi Đông. Con nói cho cha biết con đi vào rừng làm gì, gặp cái gì, có phải con gặp vị cao nhân nào không? Tại sao lại có người xuất hiện trong giấc mơ của cha? Mà bệnh của cha cũng khỏi. Nghe ông Hạ nói như vậy, Đông cũng không biết có phải lời thỉnh cầu của mình với Sơn Thần Hiền Linh hay không. Cậu ấp úng mãi rồi mới dám nói. Thật ra thì khi ngày thứ hai, con không tìm thấy Đặng Văn thì con định quay về. Nhưng khi con chuẩn bị quay về thì nhìn thấy một con khỉ đột ngậm nhánh Đặng Văn. Thế là con liền đuổi theo. Đến khi đuổi kịp nó thì con mới phát hiện ra con đã vượt qua ranh giới an toàn mà làng ta quy định. Nhưng lúc này con đã lấy được sợi Đặng Văn, ý định chạy nhanh về, nhưng con lại nhìn thấy một cái hang động vô cùng lớn. Bên trên còn có hai chữ Sơn Thần. Bên tai con thoáng nghe có người nói, hãy ước điều ngươi muốn. Thế là con đặt ít đồ ăn trước miệng hang, rồi con khẩn cầu cho bệnh của cha nhanh khỏi lại. Lần sau quay lại con sẽ dâng đồ tạ lễ. Con cũng không ngờ điều đó là sự thật. Nghe Đông kể mà cha mẹ cậu há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Lần sợ hãi vì họ sinh ra và lớn lên ở đây, chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới quy định của ông cha để lại. Không ngờ con trai họ lại vượt qua được, còn an toàn trở về, còn được Sơn Thần cứu giúp. Lúc này bà Hoa vui mừng lên tiếng. Thế thì đúng là Sơn Thần Hiền Linh rồi. Ngày mai con đem chút đồ vào tạ lễ đi. Đông gật đầu đồng ý với mẹ mình. Ông Hạ dặn. Chuyện này chỉ có ba người nhà ta biết, chớ nên tiết lộ ra bên ngoài. Nếu như nhiều người biết sẽ không hay. Chúng ta may mắn mới được Sơn Thần cứu giúp, nhưng không biết những người khác có làm cho Sơn Thần tức giận hay không. Đông và mẹ Đông gật gật đầu tỏ ý đồng ý. Nhưng không ngờ rằng chuyện gia đình Đông nói lại có người nghe lén được. Sau này mới biết người nghe lén là thằng Tú con ông Hải gần nhà Đông. Nhà ông ta giàu nhất trong làng An Hạ và cũng là người ngó chức trưởng làng mấy lần. Mấy lần suýt lật đổ được ông Hạ. Vì qua bao nhiêu đời, người dân cũng không muốn một mình họ Mai nắm giữ chức này. Quay lại với ba người nhà Đông. Sáng sớm ngày hôm sau, Đông đem đồ cúng mà bà Hoa đã chuẩn bị sẵn đưa vào hang trên núi Đầu Lâu để tạ ơn Sơn Thần. Đông cứ miệt mài đi, cậu không biết rằng phía sau cũng có người đang đi theo cậu. Chính là thằng Tú. Đông không biết nó đi theo, đến khi đi đến chỗ cái hang có chữ Sơn Thần hôm trước thì đúng là đồ ăn nơi này chẳng biết biến đi nơi nào rồi. Đông lại đặt đồ tạ lễ mà mẹ cậu nấu sẵn xuống rồi cúi lại nói. Nhà họ Mai, con xin tạ lễ Sơn Thần. Chúng con vô cùng cảm kích khi ngài đã ra tay cứu mạng cha con. Từ giờ trở đi, cứ ngày rằm nhà con sẽ đem đồ lễ lên dâng lên ngài. Nói rồi Đông bước lùi đi, đến khi hết nhìn thấy miệng hang Sơn Thần thì mới quay mặt đi về. Sau khi Đông đi khuất, thằng Tú bước ra từ chỗ ẩn nấp. Nó cũng đem theo đồ cúng lễ. Nó đặt ngay bên cạnh đồ của thằng Đông. Đồ của nó thì toàn đồ sống, gà vịt và ít nhang đèn rượu. Nó lẩm rẩm khấn. Xin Sơn Thần phù hộ cho nhà con năm nay buôn may bán đắt khi Đông về. Nhà thằng Tú là nhà duy nhất trong làng có nghề từ xưa do dòng họ truyền lại, đó là làm đồ thủ công bằng da rắn. Hàng năm cứ gần mùa xuân là không khí rất lạnh, gió lạnh thốc vào làng. Nhưng lạ thay sương mù không tan, bà con sẽ mua áo làm bằng da rắn, da thú rừng mà nhà thằng Tú bán. Áo da rắn và thú rừng rất bền, phía ngoài phủ thêm một lớp bông nữa ấm áp vô cùng. Vì thế hàng năm nhà thằng Tú tàn sát khá nhiều là rắn và thú trong rừng, lớn nhỏ gì để bắt hết, cốt lấy được bộ da mà thôi. Tuy nhiên vài năm trở lại đây thì nhà thằng Tú buôn bán khá khó khăn,
vì trong làng chỉ có trao đổi với nhau bằng nhu yếu phẩm cần thiết, vì trong này không dùng tiền mà mua được. Mấy năm nay người trong làng An Hạ thu nhập cũng không khó khăn, vì thế mùa đông nhiều người chịu lạnh một chút chứ không thể chịu đói được. Thằng Tú khấn xong thì quay lưng đi về, nó hí hửng đợi chờ kết quả, vì chỉ còn vài ngày nữa là năm nay đến mùa đông rồi. Rồi cũng chẳng biết ai đồn ra ngoài, trên núi có sơn thần hiển linh. Bà con trong làng An Hạ vô cùng tin tưởng sơn thần. Nhiều người đem cả con trâu gia tài của nhà lên rừng để cầu xin sơn thần có thể giúp dân làng An Hạ thoát ra khỏi đám sương mù vây quanh làng. Nhưng mà trâu mất cũng chẳng thấy tiến triển gì, nhà thằng Tú cũng chẳng buôn bán gì được mấy. Có người lại nói sơn thần thích đồng nam đồng nữ, giống như họ hiến tế cho đám sương mù ấy. Thế là có người bỏ tiền ra mua mấy đứa trẻ con ở trong làng mà không cha không mẹ. Họ giết chết chúng rồi đặt trên một cái cáng lớn, khiêng lên trên hang sơn thần, đặt ở đó rồi đi về. Họ còn cho người rình xem hai cái xác đứa bé có bị mất không. Quả nhiên, khi người được ở lại canh chừng đến xem thì không còn hai cái xác đứa bé nữa. Không biết có phải cúng tế đồng nam đồng nữ mà sơn thần hiển linh hay không. Người dân trong làng cảm nhận được làn sương mù bao vây xung quanh làng, nó dạt ra một khoảng khá to lớn, lộ ra rất nhiều xương đen ngòm, vừa của người vừa của động vật, nằm la liệt trên mặt đất. Đất nơi đó cũng biến thành màu đen, không có cây cỏ nào mọc được ở nơi đó cả. Người dân bắt đầu điên cuồng hiến tế, trâu bò gà vịt gì đều đem lên hang sơn thần bỏ ở đó. Nhà ông Hà cố gắng ngăn cản sự điên cuồng của người dân lại nhưng bất thành. Nhà cha con thằng Tú còn đổ thêm dầu vào lửa, vì nhà ông Hạ xin sơn thần chữa bệnh xong rồi không còn tôn thờ sơn thần nữa, nói rằng cả làng có lòng thành khẩn cầu sơn thần, nhưng nhà ông Hạ lại có ý muốn ngăn cản họ. Cả làng bắt đầu quay lưng về với nhà ông Hạ, nhiều người còn muốn ông nhường chức trưởng làng lại cho người khác. Mọi việc diễn ra ngày càng theo chiều hướng xấu, khi mà đột nhiên người trong làng có vài người biến mất một cách bí ẩn. Cứ đêm trôi qua là sẽ mất tích một hai người, thanh niên có, già có, trẻ em có. Đến khi họ phát hiện ra sự việc kỳ lạ đó thì cũng chết hơn chục mạng người. Khi họ tìm thấy thì thi thể bị lột sạch ra, hút cạn máu, kể cả người và vật đều bị. Người trong làng hoang mang tột độ, không biết có phải con yêu quái trong sương mù hiện ra, hoành hành hay không. Đồng cũng khá là thắc mắc không biết vì sao lại bị chết nhiều người như vậy. Kể từ khi cậu hái Đặng Văn về, đêm nào cậu cũng mơ thấy một giọng nói của con gái trong đầu. Nhưng khi tỉnh dậy chẳng có ai bên cạnh. Cái cây gậy bằng vàng cậu đem về, cậu cũng giấu dưới gối nằm. Nhiều đêm tỉnh giấc với câu nói trong mộng, Đồng lại lấy cây gậy đó ra ngắm nghía. Cậu có cảm giác cái thứ này hình như vô cùng thân thuộc với cậu, nhưng không tài nào hiểu vì sao nó lại có cảm giác thân quen như vậy. Bỗng một ngày trong làng có tin sét đánh ngang tai. Nhà thằng Tú 6 người trong gia đình đều chết trong một đêm trăng rằm. Cả nhà họ chết với biểu cảm vô cùng kinh khủng, mắt ai cũng trợn ngược, tay đang đưa lên tự bóp lấy cổ mình. Người phát hiện ra cảnh đó đái cả ra quần. Khi dân làng đến không tài nào gỡ cánh tay họ ra khỏi cổ, trên người họ chẳng có vết thương nào khác. Khi liệm 6 người vào quan, họ phát hiện phía trái tim của 6 người nhà thằng Tú ai cũng bị bầm đen. Họ kết luận rằng 6 người vỡ tim mà chết. Người làng nhanh chóng đem 6 người nhà thằng Tú chôn cất trên mép rừng và núi Đầu Lâu. Tưởng rằng đã qua đi, nhưng vài ngày sau người ta phát hiện ra 6 ngôi mộ bị thứ gì đó đào lên, phơi xác thối rữa của 6 người treo lên cây. Vì thế dân làng sợ liên lụy nên chẳng ai dám đưa họ xuống. Chỉ có thằng Đông không sợ, nó một mình lên núi đem xác họ xuống rồi chôn cất tử tế lại. Đêm đó về nhà, sau khi ăn xong bữa tối, Đông lên giường đi ngủ. Trong giấc mơ, lần này Đông nhìn thấy một người con gái vô cùng xinh đẹp, cười nói với Đông. Hơn 100 năm, cuối cùng cũng gặp được chàng rồi. Ta mong chờ ngày chàng đến giải thoát cho ta. Ta chờ chàng. Đông chẳng tỉnh khỏi giấc mơ, lắc lắc cái đầu cho tỉnh. Cậu nhăn nhăn cái trán cố nhớ lại khuôn mặt người con gái trong mơ. Nhưng mà dù làm cách gì, cũng chỉ là nhớ nó mờ mờ ảo ảo. Cậu cũng cảm nhận được giọng nói này vô cùng quen thuộc, nhưng cậu không tài nào nhớ ra được. Đứng dậy uống ly nước rồi ngủ tiếp. Cậu mong trong mơ lại gặp được người con gái kia, nhưng lần này cậu chìm trong giấc ngủ ngon. Lại đến một cái rằm nữa. Như lời đã hứa ở hang sơn thần,
Đông lại đem đồ đi đến hang Sơn Thần cúng tế. Lần này cũng như lần trước đều là đồ chay cả, không có đồ mặn. Lên đến hang Sơn Thần bày đồ ra, ngồi lẩm bẩm khấn một hồi. Đông định quay lưng đi thì bên trong hang Sơn Thần truyền ra một tiếng thở dài vô cùng lớn. Cảm giác như trong hơi thở đó có khá nhiều tương tư. Đông nghe thấy thế liền giật mình. Cậu không ngờ lại nghe được tiếng thở dài. Cậu lần mò đi đến trước hang, lấy bùi nhùi mang bên người ra, rọi vào trong, hóa ra bên trong hang Sơn Thần dốc xuống thoai thoải. Nếu ai mà không may trượt chân thì có mà lăn xuống, không biết đến đâu mà dừng. Sau khi rọi bùi nhùi vào chẳng thấy gì, bên tai Đông lại nghe thêm một tiếng thở dài nữa. Lần này Đông kêu lên. Ai? Ai đấy? Có ai ở dưới hang hay sao? Hồi lâu không có ai đáp lại, nhưng lâu lâu lại có tiếng thở dài vang lên. Lần này Đông nghĩ có thể ai đó bị ngã vào trong đó, hoặc là những đứa đồng nam đồng nữ còn sống. Thế nên Đông quay đi, đi tìm một đoạn tre dài, đổ chút dầu cá vào trong đó, xé toạc tấm áo đang mặc một miếng vải làm một cây đuốc nhỏ, đốt đuốc lên. Đông thận trọng đi vào trong hang, chỉ đi một chút là bắt đầu dốc. Đông lần mò tụt từng chút một, nhưng không ngờ hang lâu ngày ẩm ướt và rêu nên rất trơn. Đông trượt chân lăn xuống dưới, chẳng biết lăn bao nhiêu lâu, xương khớp toàn thân đau nhức, đầu bị đập vào đá chảy máu. Đông ngất đi không biết bao lâu thì tỉnh dậy, cố gắng cựa mình. Vẫn còn tốt, may mắn không gãy xương, đầu đau như búa bổ, sờ lên, có một vết thương ngay chán máu đọng lại thành cục khô cứng. Cây đuốc trên đất vẫn còn sáng vì Đông chỉ đục cái mắt ống tre một xíu, nên dầu không bị đổ ra ngoài. Nhặt cây đuốc lên, Đông bước tập tễnh soi đuốc nhìn xung quanh. Nơi này là một khoảng không gian vô cùng rộng lớn. Bên trên là trần hang đá lởm chởm, mùi hôi thối nồng nặc. Dưới chân bụi đất rất là dày, còn có rất nhiều rác, chắc là từ trên tuôn xuống. Lúc nãy có mấy đám rác này đỡ cú rơi của Đông, nếu không chắc cậu cũng ngòm rồi. Đông đang quan sát xung quanh, bất chợt một cái khuôn mặt trắng ợn xuất hiện trước mặt Đông. Đông giật mình hét lên rồi ngồi bệt xuống đất. Ôi! Ma! 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 Có ma! Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được, Đông nhanh chóng nhặt cây đuốc lên, soi lại chỗ lúc nãy vẫn là khuôn mặt trắng ợn hiện ra. Đông bảo gan tiến sát hơn nhìn, hóa ra là một cái xác của đứa trẻ con. Đông đoán đây chắc là tế phẩm đồng nam đồng nữ người dân ném xuống hang này. Mùi hôi thối vẫn bốc lên, khiến Đông muốn buồn nôn vô cùng. Cậu đi một đoạn nữa thì lại bắt gặp mấy cái xác trẻ em nữa, còn có cả cái xác con trâu to đùng, và xương trắng trong này chất cả đống, xương mục nát có, xương trắng cũng có. Đông lần mò trong hang muốn tìm được đường ra, cũng muốn tìm xem trong này có người sống hay không, nhưng tìm mãi mà không tìm được đường lên. Đông còn cảm nhận được trong này có gió thổi qua, nhưng không biết từ hướng nào. Bất chợt trong làn gió đó lại kèm theo tiếng thở dài thê lương. Lần này Đông chắc chắn rằng dưới này còn có lối thông khác và có người. Đang suy nghĩ miên man, bỗng bên tai Đông nghe thấy tiếng loạt soạt phía sau lưng. Giật mình quay lại, phía sau Đông, dưới ánh sáng của cây đuốc, Đông nhận ra có một con vật. Không phải, nói đúng hơn là nó giống như một đứa trẻ vậy. Nhưng toàn thân nó lông lá, ánh mắt nó đỏ lè, răng nhè ra chảy nước dãi xuống dưới, những chiếc răng sắc nhọn, nó cầm cự như đe dọa Đông vậy. Cậu giật mình suýt nữa đánh rơi cả cây đuốc, chẳng biết thứ kia là gì. Đông liền cầm cây đuốc hơ hơ trước mặt nó, hòng xua đuổi nó đi. Quả đúng là con quỷ này sợ lửa. Nó sợ lửa thật, ánh lửa đi đến đâu, con quỷ nhỏ đó lùi lại đến đó. Bất chợt, một cơn gió từ đâu thổi tới, làm cây đuốc trong tay của Đông như muốn tắt đi vậy. Con quỷ nhỏ kia nhân cơ hội nhào đến, muốn cắn vào cổ Đông. Cậu hét lên. Ôi má, hết hồn chim én. May mà cậu nhanh mắt lùi lại một cái rồi ngã bệt xuống đất. Tay Đông quýnh quáng vồ được một khúc xương đưa lên, vừa ngay miệng con quỷ nhỏ. Nó cắn mạnh vào khúc xương rồi nhảy ra xa. Khúc xương trên tay Đông gãy làm đôi, chứng tỏ rằng con quỷ này rất nhọn và mạnh. Đông thở phào, nếu như lúc nãy mà để nó cắn vào người thì coi như xong. Con quỷ kia vồ hụt miệng gầm gừ, ngọn đuốc trên tay Đông vẫn kiên cường. Lần này Đông rút kinh nghiệm, cậu gom mớ rác lá cây cành cây
mày vội quần áo dưới chân lại thành một đống, rồi châm đuốc vào đốt cái đống rác đó. Ánh lửa bừng sáng lên, soi rõ khắp không gian. Con quỷ nhỏ kia kêu ré lên rồi chạy mất vào một cái hốc nhỏ. Cách đó không xa, Đồng cũng nhận ra còn có một con nữa. Hai chúng nó chui vào trong cái lỗ nhỏ trên vách đá rồi đi đâu mất dạng. Nhưng Đồng vẫn cảnh giác, lỡ nó lao ra từ lỗ nào, cắn một cái thì toi mạng. Đồng thận trọng ngồi gần đống lửa, tránh bị hai cái con quỷ gớm ghiếc kia cắn lén. Cậu cứ ngồi ở đó, đến lúc không thấy động tĩnh thì mới cầm đuốc đứng dậy, đi tìm chỗ gió thổi qua. Đồng đi đến một góc khuất phía sau có mấy bộ xương người mục nát. Bên này có một mỏm đá nhô ra, che đi cái cửa hang khác. Cửa hang này vô cùng lớn, đủ để Đồng cúi người đi qua. Gió từ bên đó thổi qua, Đồng cúi người đi qua. Cái đường thông này cũng không dài, nên đi một chút là Đồng bước ra một cái hang động khác vô cùng rộng lớn. Lớn hơn cái hang bên kia rất nhiều. Do không biết từ hướng nào thổi đến, Đồng cảm nhận lạnh vô cùng. Bỗng ánh đuốc chiếu về phía trước, lóe lên hai đốm sáng màu xanh lục. Đồng giật mình tí nữa làm rơi cây đuốc, vì cậu nhìn ra hai cái đốm sáng đó giống như là mắt của thứ gì đó. Đồng sợ hãi định quay lưng đi lại đường cũ, nhưng lại nghe thấy tiếng thở dài. Cậu bảo gan đi đến gần, thì thấy hai cái đốm sáng kia đột nhiên bay lên cao gần tới trần hang. Đồng vỗ vỗ ngực tự nhủ. Hú hồn, chắc là đom đóm, chưa mắt ai mà bay được như vậy. Nhưng Đồng bỗng khựng lại vì phía trước Đồng thấy có một đoạn gì đó màu đen, bóng lưỡng và nhiều vậy. Nó to như một con trâu mộng vậy. Lúc này Đồng lắp bắp trong miệng không nói thành lời. Càng đến gần, Đồng mới nhận ra đây là một con rắn khổng lồ, vô cùng to lớn. Hai cái đốm sáng trên cao kia là cái đầu nó đang nhìn về phía Đồng. Hai chân Đồng nhũn ra nhưng không còn sức mà chạy nữa. Hai cái đốm sáng dần dần thấp xuống. Đồng dần dần nhìn ra cái đầu rắn vô cùng to lớn. Ánh mắt nó lóe sáng khi nhìn vào cây đuốc trên tay cậu. Đồng lắp bắp. Đại ca rắn à? Thịt ta hôi lắm, đừng có ăn ta. Thịt ta vừa hôi vừa dai, đại ca tha cho ta đi. Ta đi ra ngay, xin lỗi đại ca. Đồng vừa nói vừa lùi lại cái đường thông lúc nãy để chạy qua bên kia. Nhưng chỉ lùi được 3 bước là con rắn lấy cái đầu cắn áo Đồng lôi lại chỗ cũ. Lần này Đồng nghĩ mạng mình coi như xong rồi. Cậu lẩm bẩm. Cha, mẹ, con bất hiếu không phụng dưỡng cha mẹ đến khi về già được. Con xin lỗi. Đồng nhắm mắt chờ hàm răng sắc nhọn của con rắn cắn xuống. Nhưng mà chờ mãi không thấy, cậu bẹt mở mắt ra. Bất chợt cậu thấy ánh mắt của con rắn đang nhìn mình. Hai bên mắt nó nhỏ ra 2 dòng lệ. Đồng lắp bắp tay xua liên tục. Ấy, vị đại ca rắn này, tại hạ có điều gì sơ suất xin lượng thứ. Nhưng mà ta là trai xịn, không ham mê thứ khác. Đại ca đừng nhìn ta như vậy. Con rắn vẫn nhìn chằm chằm vào Đồng. Bỗng bên tai cậu vang lên giọng của một cô gái vô cùng nhỏ nhẹ. Nhất tâm, chẳng không nhớ tôi sao? Tôi là Kiều Liên đây. Đồng nghe thấy giọng nói của con người thì lên tiếng. Ai đấy? Cô gái, cô đang ở đâu? Cô bị thương hay sao? Có cần tôi giúp đỡ không? Cô lên tiếng đi. Cái đầu rắn bất chợt đưa tới trước mặt Đồng, rồi có tiếng nói vọng ra. Tôi đây, tôi ở trước mặt cậu đây. Cậu không nhớ tôi sao? Đồng lần này thì nghe ra cái giọng nói này từ trên miệng to của con rắn phát ra. Miệng cậu lắp bắp. Đại tí, ta có người thương rồi. Tí xem bản thân ta nhỏ bé thế này, nào dám trèo cao với tỷ chứ. Con rắn đen nghe Đồng lại nhảy, nó phì phì cái mũi rồi không nói nữa. Nó cứ lấy cái đầu hất hất Đồng lùi về phía sau nó. Ánh mắt nó như muốn ám chỉ điều gì đó. Đồng khá sợ hãi. Bây giờ con rắn mà nổi điên lên thì chỉ há miệng một cái là cậu nằm yên trong bụng nó rồi. Đồng đi theo hướng con rắn đẩy ra phía sau. Lúc này cậu nhận ra con rắn này rất là lớn và dài. Đi vòng ra phía này, cậu thấy phía sau con rắn còn một đoạn đường hầm rất là dài. Thân mình con rắn không biết dài đến chỗ nào. Đồng cứ đi mãi theo thân của con rắn. Cái đầu của nó cũng đi theo cậu. Đi mãi thì mới đến được đoạn giữa thân của con rắn. Lúc này Đồng mới nhìn rõ, con rắn này bị một cây gậy bằng vàng ròng găm vào thân thể và cắm xuống đất. Đồng rất ngạc nhiên vì cây gậy này rất giống cây gậy nhỏ mà cậu nhặt được khi trước.
con rắn lại lấy đầu đẩy đẩy lưng Đông một cái. Đông hiểu ý nó, mặt mũi nhăn lại nói: Đại tỷ à, tỷ nhìn xem tôi nhỏ thế này, cây gậy này ít ra cả trăm cân, còn găm vào người tỷ làm sao tôi nhổ ra đây. Con rắn không nói gì, tiếp tục hất hất cái lưng của Đông làm cậu ngã nhào về phía trước. Con rắn lấy lưỡi thè ra quấn lấy Đông rồi nhấc bổng cậu lên. Đông sợ quá hét lên: Tha mạng đại tỷ, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, tỷ ăn tôi chẳng đủ nhét kẽ răng đâu. Nhưng không phải như ý nghĩ của Đông, nó đưa Đông lên thân của nó, cạnh ngay cây gậy bằng vàng kia. Đông được con rắn thả lên lưng nó, sau đó nó lấy cái đầu hất hất Đông, tỏ ý bảo Đông nhổ cây gậy ra. Đông lại nói: Đại tỷ rắn à, thôi tỷ ăn tôi đi, tôi thế này làm sao mà nhổ được nó. Con rắn có vẻ tức giận, đưa cái mũi sát mặt Đông rồi thở ra một làn hơi của nó. Đông cứ nghĩ sẽ rất hôi thối, nhưng không ngờ chẳng có mùi vị gì cả. Đông biết chẳng trốn tránh được nên nói: Thôi được rồi, để tôi thử nhổ nó ra, nếu không được cũng đừng trách tôi nha. Đông nói rồi định xoay lưng lại túm vào cây gậy, nhưng vừa lúc đó ánh mắt cậu nhìn vào phía bên trong của con rắn. Vì nó sát vách hang nên nãy giờ cậu không để ý, ở nơi đó có một bộ xương người chẳng biết đã ở đây bao nhiêu năm, nhưng chết ở tư thế đang còn ngồi thiền. Nhìn sơ qua, Đông nhận ra đây là một vị đạo sĩ, vì bộ xương đã khô mục nát nhưng quần áo vẫn còn lành lặn. Chỉ vì rách vài chỗ và quần áo có dấu vết của đạo sĩ, Đông kêu lên ngạc nhiên: Đại tỷ à, ngay cả vị đạo sĩ này mà tỷ cũng không tha sao? Con rắn nghe Đông nói, nó nghiêng nghiêng cái đầu nhưng không phát ra âm thanh. Đông lại nói tiếp: Sao không nói đi, lúc nãy nói làm tôi hết hồn mà. Con rắn lắc lắc cái đầu tỏ vẻ khó chịu. Đông vẫn dán mắt vào bộ xương kia. Có một thứ làm Đông phải để ý là trong ống tay áo ông ta dường như có đồ vật gì đó. Đông nhảy xuống khỏi mình con rắn, nhảy xuống bên cạnh bộ xương khô, cẩn thận giở cái ống tay áo lên. Bên trong rơi ra một quyển sách bằng da gì đó rất dày, mềm mại, bao nhiêu năm vẫn không hư hao gì. Tò mò nên Đông dở ra xem. Nội dung bên trong làm cho Đông cuốn vào trong đó như đi về quá khứ vậy. 100 năm trước, làng An Hạ chỉ có vài chục nhà dân sinh sống. Lúc này khung cảnh ở đây vô cùng yên bình và thơ mộng. Khi đó trưởng làng là ông Mai Trần, chính là ông cố của Đông sau này. Khi đó ông Trần chỉ mới hơn 40 tuổi. Vào một ngày cuối thu, ông Trần cùng vài người nữa vào rừng dưới chân núi Đầu Lâu săn bắt. Vô tình ông phát hiện ra hang sơn thần, bên trong có tiếng thì thầm vọng ra. Ngày đó ông Trần rất là tôn thờ thần linh và tín ngưỡng. Sau khi xem xét xong, ông lao nhanh về làng, tập trung bà con lại thông báo rằng: Tôi đi săn, vô tình gặp một cái hang biết nói chuyện. Bên trong vang lên những lời thì thầm. Tôi nghĩ đó là sơn thần hiển linh. Trước cái hang đá đó chúng ta cũng đi qua nhiều lần, chưa bao giờ bắt gặp cảnh này. Tôi nghĩ chúng ta nên đem đồ lên đó cúng, cầu khẩn sơn thần giúp đỡ làng ta. Mấy tháng này mùa màng thất bát, gia súc gia cầm đều chết không hiểu nguyên do. Thế là cả làng An Hạ kéo đến cái hang đó cúng bái. Nào là gà vịt lợn nhiều không xuể. Vài ngày sau quay lại thì không còn gì cả, mà bệnh dịch làm chết gia cầm cũng bị xua tan đi. Mùa màng thì bội thu. Bà con làng An Hạ vô cùng phấn khởi, cho rằng đó là sơn thần hiển linh, càng ngày càng tin tưởng hơn. Thuở đó làng An Hạ vẫn còn giao thương với các làng lân cận, thế cho nên trong làng có vài nhà rất giàu, họ làm ăn buôn bán, thế nên càng tin tưởng vào sự hiển linh của sơn thần. Có nhà còn cúng bái cả nguyên con trâu lên núi, nhà khác thấy như vậy cũng làm theo, chẳng ai chịu thua ai. Ai cũng muốn nhà mình giàu nhất, thậm chí còn người còn nghĩ ra cách đó là đem cả đồng nam đồng nữ lên cúng tế sơn thần. Chẳng ai biết tên nhà giàu trong làng mua được một đôi trai gái ở đâu về. Chúng vừa lên 5 tuổi, lão giết chết hai đứa trẻ rồi đem lên núi sơn thần thánh tế. Ông Mai biết có đi ngăn cản nhưng đã quá muộn màng. Ông hối hận khi cho dân làng biết trên núi có hang sơn thần. Nhưng càng ngày người dân càng mù quáng. Họ nghĩ cứ hiến tế nhiều thì sơn thần sẽ hiển linh, nhưng không nghĩ rằng nơi đó biến thành nơi ganh đua độ giàu có của họ. Rồi trong làng có chuyện,
Thế nhà giàu khởi xướng đã chuyển hiến tế đồng nam đồng nữ, cả nhà bỗng nhiên một ngày phát điên, miệng không ngừng nói nhảm. Sơn thần nổi giận, Sơn thần nổi giận. Cứ nghĩ nhà lão làm ác quá nên bị trời hành, nhưng không ngờ trong làng bắt đầu có vài gia đình bị mất gia cầm, chẳng rõ nguyên nhân, cũng chẳng ai biết ai làm. Đến khi họ đi tìm thì chỉ còn lại bộ xương khô mà thôi. Tiếp theo bắt đầu lợn trâu cũng mất tích bí ẩn, và cả con người cũng dần dần mất tích, chẳng có ai tìm ra nguyên nhân vì sao. Chỉ càng ngày càng lo sợ khi nào đến lượt mình. Nhiều người còn đồn rằng đó là do sơn thần nổi giận gây ra. Sau đó người dân lại bắt đầu cúng tế điên cuồng hơn, chẳng có ai ngăn cản được họ. Cho đến một ngày khi mà làng An Hạ dần dần trở thành nơi không ai dám đến, khắp nơi đều có xương người và động vật. Bây giờ xung quanh làng An Hạ đã bắt đầu xuất hiện âm khí ngút trời. Ngôi làng bắt đầu có những đoàn sương mù không rõ nguồn gốc bay lả đà trên mặt đất. Người dân sợ hãi tột cùng, sống trong tâm trạng lo lắng bồn chồn. Có một ngày ông Mai Trần cảm giác như ngôi làng của mình sắp biến mất khỏi thế gian này rồi thì phải. Ông không biết làm cách nào, một mình ông lên hang Sơn Thần quỳ gối 3 ngày 3 đêm với lời khẩn cầu. Cậu xin Sơn Thần bao dung độ lượng, bao che che chở cho người dân làng An Hạ tai qua nạn khỏi, vượt qua khó khăn này. 3 ngày sau ông Mai Trần rời khỏi hang Sơn Thần, quay về làng An Hạ mong muốn phép màu của Sơn Thần ban cho. Không biết Sơn Thần có hiển linh hay không, mà 3 ngày sau khi ông Trần từ hang Sơn Thần trở về nhà, từ ngoài xa đi vào một vị đạo sĩ trẻ. Ông ấy hỏi thăm người dân trong làng rồi tìm đến nhà ông Mai Trần. Vừa đến cửa thì gặp ông Trần ngay. Vị đạo sĩ và ông Trần mặt đối mặt, hai người đồng thời nói: Bác có phải là... Ngài là... Hai người nhìn nhau rồi ông Trần gãi gãi đầu nói: Khách sẽ được ưu tiên, ngài là khách, xin hãy nói trước đi. Vì ông Trần thấy người này mặc quần áo có biểu tượng của đạo gia và sau lưng có đeo một cây gậy bằng vàng dài, nên ông biết đây có thể là một vị đạo sĩ. Thế nên ông nhường cho ông ấy nói trước. Tuy vị đạo sĩ nhìn rất là trẻ, nhưng ông tôn trọng người ta nên xưng ngài với vị đạo sĩ trẻ. Vị đạo sĩ nghe ông Trần nói như vậy thì lên tiếng: Xin chào bác, tôi là Nhất Tâm. Tôi là đạo sĩ tu trên núi, vừa mới xuất sư hành đạo. Đi qua làng này tôi thấy có âm khí và yêu khí xen lẫn trong làng rất nồng nặc. Vì thế tôi liền đi vào đây tìm hiểu xem làng mình có gặp vấn đề gì không, biết đâu tôi có thể giúp được. Nhưng khi vào đầu làng, tôi đã nhận ra trong này chết khá nhiều người rồi. Ông Trần nghe vị đạo sĩ tên Nhất Tâm nhìn cái là ra tai họa của làng, thì liền mời đạo sĩ vào nhà. Vâng, chào đạo sĩ, xin mời ngài vào trong nhà uống chén nước, rồi tôi thưa chuyện. Nhất Tâm nói: Kìa bác chưa câu nệ tiểu tiết, cứ kêu tôi là Nhất Tâm được rồi, dù sao bác cũng đáng tuổi cha chú tôi. Ông Trần gạt ngang nói: Thế thì không được, đó là sự tôn trọng đối với ngài. Thế này đi, tôi sẽ gọi bằng Nhất Tâm đại sư có được không? Nhất Tâm không biết thay đổi cách xưng hô của ông Trần ra sao, đành để mặc ông muốn kêu làm sao thì kêu. Sau khi uống ly nước, ông Trần tường thuật lại toàn bộ quá trình làng An Hạ xảy ra chuyện. Vị Nhất Tâm nghe rành mạch không bỏ sót chữ nào. Đến khi ông Trần kể xong, Nhất Tâm mới lên tiếng: Chuyện này tôi cần tìm hiểu xem thực hư thế nào, bác cứ yên tâm. Hôm nay muộn rồi, ngày mai tôi sẽ đi lên núi tìm đến hang Sơn Thần xem sao. Đêm đó, ông Trần làm cơm tiếp đãi Nhất Tâm chu đáo. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhất Tâm và ông Trần rời khỏi làng đi lên núi Đầu Lâu. Việc Nhất Tâm xuất hiện cũng đã được ông Trần thông báo cho bà con trong làng biết. Vì thế họ cũng mong chờ vị đạo sĩ này giúp làng An Hạ giải quyết chuyện này. Hai người đi lên tới hang Sơn Thần. Nhất Tâm đứng nhìn vào trong hang, rồi đi xung quanh đó một vòng. Lúc ngồi xuống xem xét, lúc ngửi ngửi xung quanh. Sau khi tìm hiểu được nguyên do, lúc này Nhất Tâm mới nói với ông Trần: Bây giờ bác hãy về trước đi. Tôi nghĩ xung quanh đây có một con đại yêu quái đang hoành hành, cho nên làng ta bị tai ương như vậy. Và tôi nghĩ chẳng có sơn thần nào hết cả, chỉ có đại yêu mà thôi. Ông Trần nghe nói có đại yêu ăn thịt người thì sợ quá chào Nhất Tâm một tiếng, thì chạy đi ngay về làng. Chỉ còn Nhất Tâm ở lại đó. Khi Nhất Tâm xuất sư cũng chỉ mới 25-26 tuổi. Nhưng pháp lực cao cường, chỉ có kinh nghiệm thiếu mà thôi.
Cậu muốn thông qua chuyện này mà rèn luyện bản thân. Nhất Tâm đi đến cửa hang động rồi lấy cây gậy phía sau lưng, rồi quát. Yêu nghiệt nơi nào, nhanh xuất hiện đi. Ta đã biết người chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Ngoan ngoãn chịu trói, ta tha cho người một mạng. Nếu không hôm nay, ta sẽ đánh tan nguyên thần của người. Nhất Tâm nói xong thì đưa mắt nhìn xung quanh phòng bị. Nhưng đáp lại lời gọi của cậu chỉ là tiếng vọng từ trong cái hang ra mà thôi. Nhất Tâm quyết định đi vào trong hang xem xét. Thế là cậu đưa cây gậy về phía trước để phòng bất trắc rồi đi vào. Nhưng do trời tối nên cậu đi vào một đoạn phía trong khá dốc, nên cậu lăn xuống phía dưới. Không biết lăn bao nhiêu vòng thì mới dừng lại. Cũng may cậu tu luyện từ nhỏ nên mấy cái trò này không làm cậu bị thương. Lấy bùi nhùi trong túi ra thổi lên một ngọn lửa nhỏ. Nhất Tâm đưa mắt nhìn xung quanh xem đây là đâu. Sau khi quan sát kỹ, cậu nhận ra đây là một cái hang động thiên nhiên. Nhìn kỹ hơn, cách đó không xa, cậu phát hiện mấy cái xác trẻ con chết đang trong giai đoạn thối rữa vô cùng hôi thối. Nãy giờ đặt tâm trí vào quan sát cái hang nên quên bén đi mất. Còn có cả xác trâu, bò, lợn, gà nằm lăn lóc ở đó. Cậu nhận ra ngay đây là những tế phẩm mà người dân mang đến rồi ném xuống, hoặc là con đại yêu kia lấy xuống. Cậu nhìn kỹ mấy cái xác trẻ em, chúng chẳng bị mất miếng thịt nào trên người, vẫn còn nguyên vẹn. Nhất Tâm chẳng hiểu vì sao đại yêu kia không ăn thịt bọn chúng mà chỉ ăn thịt của động vật. Cậu lại đưa bùi nhùi đi xung quanh động, rồi ánh mắt Nhất Tâm phát hiện cuối hàng có một cục đá to nhô lên. Bên trên còn có một cô gái đang nằm ở đó. Nhất Tâm đi lại, từ xa cậu cảm nhận được cô gái này đang còn sống. Cậu chạy vội lại đỡ cô gái dậy, miệng liên tục gọi. Cô gái, nhanh tỉnh dậy nào. Cô có bị thương chỗ nào không cô gái? Gọi mãi không tỉnh, Nhất Tâm lấy cái hồ lô nước bên mình, đổ vài giọt vào miệng cô gái. Bất chợt cô ho lên mấy cái rồi mở mắt ra nhìn. Vừa thấy Nhất Tâm, cô ta kêu lên một tiếng hoảng sợ. Ôi, ma, có ai không cứu tôi với? Nhất Tâm nhảy ra, xua xua tay nói. Cô gái, cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi là người được trưởng làng An Hạ nhờ tới đây tìm hiểu nguyên nhân vì sao trong làng bị chết nhiều người. Vô tình tôi rơi xuống đây nên tìm thấy cô đang bất tỉnh. Cô đừng hiểu lầm. Tôi đưa cô lên nhà. Nhà cô ở đâu? Cô gái trả lời. Nhà tôi cũng ở làng An Hạ. Tôi tên là Kiều Liên. Mấy ngày trước tôi lên đây cúng sơn thần, không may trượt chân ngã xuống đây rồi ngất xỉu. Nghe thấy thế, Nhất Tâm nói. Cũng may là không bị con đại yêu kia ăn đi đó. Nếu không cô chỉ còn lại bộ xương mà thôi. Để tôi tìm cách đưa cô lên trên. Nói rồi Nhất Tâm đi lại cái chỗ vừa nãy cậu rơi xuống. Nhìn lên trên thấy có vẻ khá dốc. Nếu như mình cậu thì có thể đi lên được. Nhưng còn cô gái này thì chịu. Cậu nghĩ ra một cách, đó là dùng cây gậy của mình chọc vào đá mấy cái lỗ nhỏ cho cô ta trèo lên. Nghĩ là làm. Cũng may đá cũng không cứng lắm. Nhất Tâm nhanh chóng đi đến cửa hang rồi lại quay xuống đưa cô gái lên. Khi ra ngoài ánh sáng, lúc này Nhất Tâm đứng ngây người tại chỗ khi nhìn thấy khuôn mặt của Kiều Liên. Khi đấy trong hang tối quá nên nhìn không rõ, bây giờ thì đã rõ rồi. Kiều Liên đẹp không có từ nào có thể diễn tả được. Vẻ đẹp thuần khiết của cô khiến cho ánh mắt Nhất Tâm say đắm. Đến khi Kiều Liên lên tiếng thì Nhất Tâm mới tỉnh lại, cậu thầm chửi trong tâm. Đúng là mê gái quá mà, quên nhiệm vụ luôn. Chưởng ngượng bằng cách cái gái cái đầu. Nhất Tâm lại hỏi, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta có về làng cũng không kịp. Hay là chúng ta ở đây một đêm rồi ngày mai về làng, đi đêm trong rừng rất nguy hiểm. Kiều Liên gật đầu đồng ý, hai người tìm được một cái cây to rộng ruột. Khoảng rỗng đó vừa đủ hai người chui. Nhất Tâm lấy đồ ăn của mình ra chia cho Kiều Liên. Hai người ăn xong cũng là trời tối. Nhất Tâm vội tìm mấy cành cây đốt thành đống lửa sáng rực. Vừa lúc đó Kiều Liên hét lên. Nhanh tắt lửa, nhanh tắt lửa. Ban đêm nếu mà đốt lửa sẽ thu hút động vật săn mồi đến. Bị Nhất Tâm nghe Kiều Liên nói cô là người làng An Hạ, nên Nhất Tâm nghĩ ngay đến cô rất có kinh nghiệm trong rừng. Vì thế, cậu dập tắt đống lửa đang cháy phừng phừng rồi quay qua hỏi Kiều Liên. Thôi, cô đi nghỉ đi, tôi sẽ canh chừng cho cô ngủ. Kiều Liên nằm xuống. Bỗng từ xa nghe tiếng xào xạc trên lá rừng, Kiều Liên ngồi bật dậy, nói thất thanh. Biết ngay mà, vừa thấy lửa là tìm đến. Đại sư nên cẩn thận.
thú rừng nơi này rất là hung ác. Nhất Tâm gật gật đầu rồi cầm gậy đứng lên, nhìn chằm chằm vào nơi tiếng bước chân phát ra. Cậu đốt một đống lửa to, vì lúc này nếu không có ánh sáng sẽ rất nguy hiểm. Ánh lửa bùng lên, Nhất Tâm nhận ra đây là mấy con chó sói vô cùng hung hãn và đói khát. Cậu vung gậy vù vù trước mặt, rồi quát lớn. Súc sinh, to gan dám đến đây. Hôm nay các người mà đến đây, ta tiêu diệt hết. Kiều Liên chẳng biết đứng sau lưng cậu từ khi nào. Cô ta cười nói. Đại sư, chúng là súc sinh làm sao mà hiểu được tiếng của ngài. Nhất Tâm không nói gì, đàn sói ngày một đến gần. Bỗng có một con nhảy đến nhắm ngay cổ Nhất Tâm há miệng ra cắn. Cũng may thân thủ cậu nhanh nhẹn vô cùng, chỉ một cái lắc mình đã thoát ra được. Nhưng mà có con dẫn đầu thì có con tiếp theo. Hai ba con liên tiếp nhào lên. Nhất Tâm vùng gậy đập bay chúng ra xa. Bất chợt có một con hú lên, rồi bắt đầu một chặng tiếng hú phát ra từ trong rừng. Lần này chúng kéo đến cả trăm con, nhìn mà toát cả mồ hôi hột. Nhất Tâm quay qua nói với Kiều Liên. Tôi sẽ gây sự chú ý tới bọn chúng. Cô hãy nhanh chóng chạy đi xa chỗ này, càng xa càng tốt. Khi nào tàn cuộc hãy quay lại. Tốt nhất hãy trèo lên cây. Kiều Liên gật gật đầu, rồi cô chẳng đi đâu xa mà trèo lên một cái cây gần đó. Lúc này bầy sói bao vây kín xung quanh Nhất Tâm. Cậu vung cậy vù vù, nhưng đánh không xuể. Lúc này có vài chỗ đã bị thương, máu chảy ra. Nhất Tâm lẩm bẩm. Chuyến này coi như xong rồi. Chưa hành tẩu giang hồ đã phơi thây ngoài rừng cho chó sói ăn. Sư phụ, Đồ Nhi bất hiếu, Đồ Nhi bất tài. Nhưng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng ở đâu có tiếng phì phì rất to, giống như một con rắn đang tìm mồi vậy. Đến khi Nhất Tâm mở mắt ra, xung quanh chẳng còn con sói nào nữa. Nhìn quanh cũng chẳng thấy Kiều Liên đâu cả. Cậu kêu khản cổ cũng chẳng thấy. Có hai suy đoán. Một là nhân lúc đàn sói đi cô đã chạy về làng. Hai là cô ta sợ quá ngã xuống bị đại yêu bắt đi, vì lúc nãy đánh nhau có nghe tiếng phì phì nhưng không biết con gì. Nhất Tâm ngồi cả đêm, đến sáng vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng ồn từ xa. Đi ra hóa ra là dân làng An Hạ kéo lên rất đông. Vừa nhìn thấy Nhất Tâm, ông Trần đã đi lại hỏi. Chào Nhất Tâm đại sư, không biết đại sư có tìm ra nguyên nhân gì không ạ? Nhất Tâm lắc đầu rồi nói. Con đại yêu này khá danh mãnh, tôi chưa tìm được nơi nó ẩn thân. Nhưng mà mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra nó. Rồi Nhất Tâm gọi ông Trần ra xa hỏi. Này bác có biết ai trong làng mình tên Kiều Liên không? Nghe Nhất Tâm hỏi, ông Trần nhăn nheo, suy tư một lúc rồi nói như đinh đóng cột. Ta nhớ rất rõ làng ta chưa bao giờ có ai tên Kiều Liên. Nghe đến đó thì Nhất Tâm như có hàng vạn con kiến chạy trong lòng vậy. Trong lòng cậu giờ đang tự đặt câu hỏi. Vậy Kiều Liên là ai lại xuất hiện nơi này? Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Đại yêu. Nhất Tâm quay ra nói với ông Trần. Tôi chưa xong trên này, bác và mọi người cứ về làng trước đi. Xong việc tôi sẽ về. Hoặc là vài ngày nữa bác không thấy tôi về thì lên đây tìm xác cho tôi. Nghe Nhất Tâm nói đi về không cần giúp đỡ, ông Trần và mọi người rời đi. Cảm nhận xung quanh không có ai rình nghe lén lút lúc này, Nhất Tâm mới lên tiếng. Ra đây đi, ta biết cô đang nấp ở đâu đây. Vừa dứt lời thì từ trong một bụi cây gần đó bước ra một cô gái. Chẳng phải là Kiều Liên thì là ai? Lúc này Kiều Liên mới nói. Tối qua tôi sợ quá nên chạy đi xa ẩn thân, bây giờ mới quay lại. Đại sư, ngài có bị thương ở đâu không? Nhất Tâm biết ngài nó muốn mê hoặc lòng mình, cậu niệm chú giữ vững tinh thần rồi quát. Yêu quái, dám mê hoặc ta sao? Nếu như người thu tay lại, ta sẽ cho người một con đường sống. Nào, hãy dừng lại việc giết người đi, ta sẽ thả cho người một con đường sống. Kiều Liên cười lên ha ha, rồi bất ngờ biến thành một con rắn màu đen to lớn, phì phì mấy cái vào Nhất Tâm. Nhất Tâm nhận ra đây là cái tiếng tối qua đuổi đàn sói đi. Vậy chứng tỏ là nó cứu ông, nhưng tại sao nó lại giết người? Thật khó hiểu, Kiều Liên lên tiếng. Nói tôi giết người là oan cho tôi. Người trong làng chết là do một con đại yêu khác. Nhưng mà mấy hôm trước tôi bắt được nó, đã làm thịt nó rồi còn đâu. Nhất Tâm không tin lời nó nói, cậu lại chất vấn tiếp.
Thế tại sao cô lại ăn những đồng nam đồng nữ người dân đưa lên hiến tế? Như thế không phải là ăn thịt người hay sao? Kiều Liên lại nói tiếp. Đó là do người dân tự đưa lên, tôi cũng đâu có bắt họ đưa lên. Mà mấy cái xác đó chết rồi không còn mùi vị nên tôi có đụng vào đâu. Trong cái hàng còn một đống đấy, tôi chỉ ăn vật còn sống thôi. Từ trước đến giờ tôi đã ăn thịt người bao giờ đâu. Hai người nói chuyện không biết được rằng trong làng vẫn có người không tin Nhất Tâm tiêu diệt được yêu quái, nên quay lại rình. Hắn nghe hết câu chuyện Nhất Tâm nói với Kiều Liên. Tuy nhiên, hắn chỉ nhìn thấy Kiều Liên nói chuyện với Nhất Tâm thì đã chạy đi ngay rồi. Còn câu chuyện đằng sau có con đại yêu khác thì hắn chưa nghe xong. Thế là hắn chạy nhanh về làng, thêm mắm thêm muối vào. Cuối cùng Nhất Tâm chở người bao che cho yêu quái. Hắn chạy nhanh về làng báo cho người trong làng rằng Nhất Tâm có khi lại là một con đại yêu khác cũng nên. Chỉ có ông Trần là không tin thôi, nhưng một miệng lại không tài nào cãi lại hàng trăm miệng được. Người trong làng An Hạ hẹn nhau sáng ngày hôm sau sẽ lên núi tiêu diệt hai con yêu quái này. Đêm hôm đó Kiều Liên và Nhất Tâm ngồi trên núi tâm sự cả đêm mà chẳng biết rằng ngày hôm sau sẽ là một ngày tai họa đối với họ. Sáng hôm sau dân làng kéo nhau lên núi nườm nượp, tay dao tay kiếm, tay cuốc, mặt ai cũng đằng đằng sát khí, chỉ muốn chém hai cái con yêu quái kia ra thành từng mảnh một vậy. Đến gần trưa thì họ lên đến hang Sơn Thần, thấy hai người kia còn đang nói chuyện. Nhất Tâm nhìn thấy dân làng lên thì đứng dậy nói. Chào bà con, sao bà con lại lên đây? Tôi định hôm nay về làng đây. Chẳng biết ai lên tiếng trước quát lớn. Yêu quái người, đừng có giả vờ giả vịt nữa. Người cùng với con yêu nữ kia là một ruột, đừng có lừa chúng ta. Giết chết chúng đi, đừng có dài dòng với chúng. Giết, giết yêu quái, trả lại yên bình cho làng. Hàng loạt tiếng hô chém giết vang lên. Nhất Tâm không hiểu chuyện gì, đang định lên tiếng thì một đống người cầm dao xông về phía cậu. Cực chẳng đá, cậu nhảy lùi về sau tránh né những nhát chém lấy mạng của người dân, tay liên tục xua xua, mồm liên tục nói: Mọi người hiểu lầm rồi, mọi người hiểu lầm rồi. Chẳng biết ai lại kích động hô lên: Giết chết chúng đi, đừng nương tay. Nhất Tâm chỉ nhảy tránh né chứ không phản công lại. Cuối cùng nhiều người xông lên bao vây cậu và Kiều Liên lại. Nhất Tâm biết bây giờ người dân không còn nghe lời giải thích của cậu nữa, có lẽ đã có sự hiểu lầm gì đó. Cậu nói: Nếu bà con muốn giết tôi như vậy thì tôi ngồi đây, bà con giết đi. Nói rồi Nhất Tâm ngồi xuống đất, chân khoanh vào nhau, tay đọc chú. Mọi người thấy tự nhiên Nhất Tâm ngồi xuống thì ai cũng dừng lại, chẳng biết làm thế nào. Bỗng có một người chạy lên, cầm con dao xông đến bổ thẳng lên đầu Nhất Tâm. Nếu con dao này bổ trúng đầu thì chỉ có mặt chẻ đôi ra mất thôi. Nhất Tâm vẫn ngồi không nhúc nhích. Kiều Liên thấy vậy không thể đứng yên nhìn được. Cô ta biến về bản thể là một con rắn màu đen, dùng chiếc đuôi quật bay cái người kia đi ra xa, khiến cho hắn hộc máu miệng mấy cái. Tưởng rằng người dân cũng vì đó mà chùn bước, nhưng mà họ bây giờ rất tức giận. Có người kêu lớn: Xông lên, giết chết chúng. Một người chạy, hai người chạy, rồi mấy chục người chạy đến để chém chết hai người. Nhưng mà Kiều Liên biến thành bản thể dài và to lớn, nên cô dùng đuôi của mình quật bay những người đến trước. Cô là loài bò sát máu lạnh nên cũng chả quan tâm sống chết của người dân, cứ ai lao lên là đánh cho bay ra xa mới thôi. Người dân bị đập bay người này thì lại đập bay người khác. Lúc này Nhất Tâm cũng đã đứng dậy từ lâu. Cậu hét lên: Bà con dừng lại, đừng xông lên, dừng lại. Đừng làm cô ta tức giận, nếu không sẽ mất mạng đấy. Nhưng dù có hét thế nào cũng chẳng ai nghe. Có người đã tiến đến phía sau định đánh lén Nhất Tâm. Kiều Liên phát hiện ra sự kích thích, sự tức giận của cô lên cao trào. Lần này cô không nương tay nữa. Kẻ kia bị cô dùng đuôi đánh cho văng ra xa, chạm vào vách núi rồi rơi cái rầm xuống đất bỏ mạng. Người trong làng càng hô gạo lên: Giết người rồi, yêu quái giết người rồi. Tiếng hô đó càng làm cho dân làng điên cuồng hơn. Lần này Kiều Liên đã nổi sát tâm, cô giết thêm mấy người nữa. Nhất Tâm nhìn thấy quát lên: Dừng lại, dừng lại. Tại sao cô lại giết người? Dừng lại ngay,
nếu không sự tu luyện của cô đổ sông đổ biển hết. Lúc này Kiều Liên mới dừng lại. Người dân làng An Hạ nhặt mấy cái xác chết rồi chạy nhanh về làng. Bây giờ mới quan sát thấy Nhất Tâm bị người nào đó trong làng chém một nhát vào bụng, máu chảy nhỏ giọt ra. Vì lúc nãy không để ý nên cậu mới bị như vậy. Kiều Liên biến thành hình người, dẫn cậu đi vào một cái hang đá chữa thương. Vết thương không sâu nhưng chảy máu khá là nhiều. Tưởng rằng sau việc kia thì người làng An Hạ sẽ không tìm lên núi nữa. Nhưng không ngờ rằng 3 ngày sau họ ùn ùn kéo nhau lên núi. Đại bột hùng hoàng bao quanh khoảng rừng chỗ cái hang của Kiều Liên và Nhất Tâm tạm trú. Cuối cùng Nhất Tâm và Kiều Liên phải đi lên. Kiều Liên quát lên: "Đám dân đen các người lại còn dám đến đây. Hôm nay lão nương ta giết hết các người." Nhất Tâm vội nói: "Cô đừng có manh động. Tôi ngửi thấy xung quanh đây toàn mùi hùng hoàng. Có lẽ họ đã chặn hết đường ra của chúng ta rồi." Kiều Liên nói: "Anh yên tâm, tôi không sợ mấy cái thứ rác rưởi này đâu." Nói xong cô ta biến thành bản thể, lao vào đám dân. Nhưng vừa đến chỗ người dân thì họ nhanh chóng lấy bột hùng hoàng cột sẵn bên hông ném ra. Kiều Liên bị trúng chiều lăn xuống đất mấy vòng. Chỗ già bị bột hùng hoàng dính vào, bay ra từng làn khói đen kèm theo mùi hôi thối khó chịu. Từng lớp vảy của con rắn đen rơi ra, nó lăn lộn đau đớn mấy vòng trên đất. Những chỗ vảy bị hùng hoàng dính vào bây giờ lởm chởm trông rất kinh dị. Kiều Liên động sát tâm, cứ thế lắc cái đuôi quét mấy vòng vào những người ném hùng hoàng. Lần này cứ một lần quét ra là chết vài người. Nhất Tâm thấy vậy hét lên: Dừng tay lại, tất cả dừng tay. Ôm vết thương trước bụng, cậu đứng dậy che trước mặt Kiều Liên sau khi biến về bản thể. Cậu nói: "Mọi người hiểu lầm rồi, chúng ta có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng." Nhưng chẳng ai nghe cậu, họ lại xông lên. Con rắn phát ra giọng nói: "Tránh ra, cái tên đạo sĩ ngu ngốc kìa, họ muốn lấy mạng anh đó." Kiều Liên lại bay lên qua đầu Nhất Tâm, xông vào đám dân đang liều mạng ném hùng hoàng. Lần này Kiều Liên bị dính hùng hoàng rất nhiều nên bị thương nặng. Cô bỏ về ngay chân Nhất Tâm. Tuy nhiên người dân cũng đã bị tử thương vô số. Lúc này có người hô lên: "Mã Cốc đại sư đến rồi." Chẳng biết ai hô lên, từ phía xa một người mặc quần áo đen thui đi đến, trên tay cầm cái chuông vừa đi vừa lắc. Chẳng hiểu vì sao Kiều Liên lại biến lại hình người. Còn Nhất Tâm thì cảm nhận được người đến pháp lực khá cao cường, nhưng mà lại âm u như luyện một loạt pháp thuật tà ác nào đó. Cậu nắm chặt cái gậy của mình trong tay, đứng trước mặt Kiều Liên. Tên kia vừa đến đã nói: "Đồng đạo, nếu cậu không phải kẻ xấu hãy bước về phía bên này để tôi tiêu diệt con đại xà này. Nếu như cậu cứ cố chấp, đừng trách tôi vô tình." Nhất Tâm bình thường rất nhã nhặn và hiền lành, nhưng khi đụng vào thứ cậu muốn bảo vệ thì một khi cậu chết mà thôi. Cậu vung gậy lên nói: "Ta nghĩ người cần quay lưng là ông đấy. Tu luyện tà công sẽ có kết cục không tốt đẹp đâu." Tên kia nghe thấy thế thì cười lên: "Cảm ơn cậu, ta biết ta đang làm gì được. Thôi, cuộc chiến giữa hai ta sẽ không tránh khỏi." Nói rồi, hắn lấy ra chiếc quái trượng, bên trên gắn thêm một cái đầu lâu vô cùng phản cảm. Hai người lao vào nhau. Mặc dù Nhất Tâm bị thương, nhưng pháp lực cậu thuần dương. Cậu nhanh chóng áp đảo tên kia. Vì hắn tu luyện tà công, vùng gậy đánh cho hắn hộc máu mồm. Cuối cùng hắn rút lui 10 bước hô lên: "Mọi người, tiêu diệt con yêu nữ kia. Bọn chúng luyện tà công vô cùng mạnh mẽ, một mình ta đối đầu chúng khó khăn." Người dân nghe thấy thế thì liền lao lên. Lúc này Kiều Liên lại biến về bản thể, khắp người chóc hết vảy rắn. Những người dân lại lấy hùng hoàng ra tấn công cô ta. Nhất Tâm vì lo lắng Kiều Liên lại giết người nên nhất thời phân tâm, bị tên Mã Cốc đâm cho một trượng ngay vết thương. Cậu ôm bụng ngã về phía sau. Lúc này Kiều Liên cũng đang nguy hiểm. Thấy Nhất Tâm bị thương, cô trườn đến rồi quấn Nhất Tâm, định chạy trốn vào khoảng rừng gần đó. Nhưng không ngờ nơi đó đã bị một tên dùng bùa chú làm phong ấn. Khi đụng vào tấm màng phong ấn, Kiều Liên bị đánh bật lại, lăn mấy vòng trên đất, đau đớn kêu la thảm thiết. Lúc này tên Mã Cốc cười nói: "Ngoan ngoãn giao ra nội đan, ta cho hai người chết nguyên vẹn. Nếu không đừng trách ta vô tình." Kiều Liên không đáp lại,
cố gắng lao ra lần nữa, nhưng đều bị Thương đánh bật lại. Lúc này Nhất Tâm cũng bị Thương theo. Tên kia càng ngày càng đến gần, khắp người hắn tỏa ra một làn khí âm u rợn người. Bây giờ một người một rắn bị Thương nặng, chẳng biết làm cách nào. Kiều Liên quấn lấy Nhất Tâm, lao vào trong hang động ẩn nấp. Người dân và tên Mã Cốc kia không dám đi vào, sợ bị trúng bẫy. Cuối cùng, tên Mã Cốc nói người dân đổ bột hùng hoàng ra đất, dùng củi đốt đẩy khói vào hang. Khói xông vào, hai người bị sặc gần chết, cuối cùng tìm được đường thông qua hang khác mới tránh được họa sát thân. Nhưng lúc này Nhất Tâm chỉ còn thoi thóp, vết thương do tên kia gây ra vô cùng hiểm độc. Một người một rắn cứ thế nằm thoi thóp ở trên đất. Kiều Liên vì có nội đan nên tự chữa lành vết thương được, còn Nhất Tâm thì chỉ còn ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này Kiều Liên vẫn chưa biến về hình người được vì bị thương. Cô đột nhiên há miệng, nhả một viên nội đan màu xanh ra rồi nhét vào miệng Nhất Tâm. Đột nhiên Nhất Tâm tỉnh lại, cậu biết ngay là đang ngậm nội đan của Kiều Liên. Cậu thều thào nói: "Cô đừng làm như thế, tu hành khó khăn. Nội đan này nếu như không có, cô sẽ nhanh chóng già đi và chết đi. Như thế sẽ uổng công một kiếp tu hành. Tôi thì chết đi có thể đậu thai kiếp khác." Nhưng Kiều Liên không chịu, cứ lắc lư cái đầu mãi. Nhất Tâm đột nhiên nói: "Được rồi, nếu cô không chịu thì đợi tôi làm chuyện này một chút. Cô đưa tôi lên lưng cô đi." Kiều Liên không biết Nhất Tâm làm gì, nhưng vẫn dùng đuôi quấn Nhất Tâm lên lưng. Nhất Tâm đột nhiên vận hết toàn bộ pháp lực của đời mình vào bàn tay, rồi bất chợt nắm lấy cây gậy của mình, đâm mạnh xuyên qua thân thể của Kiều Liên, găm vào lòng đất. Kiều Liên đau đớn gào thét đinh tai, nhưng không thể nào thoát ra được. Nhất Tâm lại đọc chú vào cây gậy, nó phát ra luồng ánh sáng vô cùng mạnh mẽ rồi vụt tắt. Chỗ vết thương của Kiều Liên nhanh chóng liền lại. Lúc này Nhất Tâm nhảy khỏi lưng Kiều Liên, rồi đi đến trước mặt cô, nhả ra viên nội đan trong miệng mình, rồi nhét vào miệng Kiều Liên. Sắc mặt Nhất Tâm nhanh chóng xấu đi, nhìn như già thêm 10 tuổi vậy. Cậu học ra một ngụm máu tươi. Kiều Liên phát ra tiếng nói thê lương: "Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao? Tại sao?" Nhất Tâm thều thào nói: "Vì tôi động lòng với cô, tôi đã phạm vào cấm kỵ của môn phái. Nhưng tôi mãn nguyện rồi, được chết bên cạnh cô là tôi vui rồi. Tôi sợ cô đi giết dân làng nên phải làm cách này. Cô yên tâm đi, tôi đã tính được mệnh của tôi rồi. Nếu như 100 năm sau có ai rút được cây gậy lên, đó chính là hóa thân của tôi. Còn không phải tôi thì chẳng bao giờ rút được. Bảo trọng." Nói rồi Nhất Tâm đi vào trong, sát vách hàng đá ngồi xếp bằng xuống, lấy trong người ra một cuốn sách bằng da màu vàng ố, rồi ông viết lại những gì đã trải qua. Sau khi viết xong, đặt quyển sổ vào ống tay áo rồi nhắm mắt lại, ra đi trong thanh thản. Trước khi đi, cậu ném lại một cây gậy nhỏ. Nó giống như đúc cây gậy lớn đang cắm trên người Kiều Liên, dặn Kiều Liên: "Cây này cô sai con cháu của cô ném ra ngoài hang động. Nếu sau này là tôi chuyển thế sẽ tìm thấy nó thôi." Kiều Liên nhìn Nhất Tâm chết vì bảo vệ mình, lòng cô đau đớn vô cùng. Trên hai khóe mắt tuôn ra hai dòng lệ máu. Cô thều thào: "Tôi chờ anh. Tôi sẽ chờ anh đến khi nào anh đến tìm tôi. Tôi sẽ chờ. Nhớ đến tìm tôi." Nói xong, cô nhìn thân xác Nhất Tâm một hồi lâu, rồi bắt đầu dùng miệng tạo ra những tiếng kêu quái dị. Bắt đầu có những tiếng động lạ khắp nơi vang lên. Hàng trăm ngàn con rắn lớn nhỏ, đủ loại kích cỡ, màu sắc, bò vào chồng chéo lên nhau. Kiều Liên rì rầm cái gì đó, chúng bắt đầu kéo nhau đi. Dường như tất cả các loại rắn trong khu rừng này đều nghe lệnh của Kiều Liên. Hóa ra cô sai bọn chúng đi phun nọc độc quanh làng An Hà, giống như một bức tường sương mù bao quanh. Lúc đầu người dân tưởng là sương mù bình thường, đi vào xem sao, nhưng đi vào mà không có ra, chết không còn miếng da nào, chỉ còn bộ xương đen thôi. Tuy nhiên, làn sương đó chỉ bao quanh làng, không đi vào làng, vì thế người dân cũng không sao, nhưng không rời khỏi làng được mà thôi. Trừng phạt như vậy giống như giam lỏng họ trong một không gian kín vậy. Khép cuốn sách lại, nước mắt đông lan dài trên má. Hóa ra sai lầm của thế hệ trước của làng An Hạ kéo đến đời bây giờ. Cậu cũng thương cảm cho Nhất Tâm, hiền lành mà chết đi trong sự nuối tiếc. Kiều Liên đang nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ. Cô lại lấy cái đầu hất hất đông
lại nhổ cây cọc ra. Đồng gật đầu nói: Được, tôi nhổ, tôi nhổ. Nếu như không được thì thả tôi ra. Đồng đi đến chạm vào cây gậy, đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp bàn tay cậu, nhưng kèm theo một cảm giác quen thuộc vô cùng, chẳng thể nào lý giải nổi. Cậu vận sức túm chặt cây gậy, rồi nhổ mạnh nó lên, cứ tưởng rằng chẳng bao giờ nó nhấc được. Ai ngờ cây gậy lung lay rồi đi lên theo cái nhấc của Đông. Một cái gì đó đột nhiên từ cây gậy xông vào đầu cậu, khiến cho Đông ôm đầu thả cây gậy rơi xuống đất, rồi cậu cũng rơi theo, lăn lóc trên nền hàng ôm lấy đầu kêu gào. Rồi đau quá, Đông ngất đi chẳng biết bao lâu thì cậu tỉnh dậy, thấy một cô gái mặc áo trắng đang ngồi nhìn mình. Bất chợt cậu kêu lên: Kiều Liên! Tỉnh dậy, Đồng đã lấy được toàn bộ ký ức của kiếp trước từ cây gậy tràn qua. Một lúc mà tiếp thu nhiều ký ức quá, khiến Đồng đau đớn ngất đi. Kiều Liên thì sau khi nhổ cây gậy ra, cô đã biến lại thành người được. Hai người nhìn nhau, nước mắt lăn dài trên má. 100 năm qua đi, chỉ bằng một tiếng kêu đã chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm trong đó. Hai người ôm chầm lấy nhau. Kiều Liên nói: Nhất Tâm, Nhất Tâm, 100 năm qua anh có biết em cô đơn nhường nào không? Ngắm bộ xương của anh, lòng em đau đớn vô cùng. Nhiều lúc chỉ muốn chết đi để đoàn tụ với anh, nhưng em không dám. Em sợ chết đi rồi, sau khi anh đầu thai lại tìm không thấy em. Rốt cuộc em đợi được anh rồi, em đợi được anh rồi. Hai người cứ thế ôm nhau, không biết đến bao lâu mới thả nhau ra. Đồng nói: Bây giờ anh tên Đông, Nhất Tâm đã chết 100 năm trước rồi. Chúng ta hãy làm lại từ đầu. Em gỡ bỏ màn xương quanh làng đi, họ cũng chịu đủ dày vò rồi. Đi cùng anh về làng gặp cha mẹ, sau này anh muốn cùng em sống một nhà. Hai người lại ôm nhau, Kiều Liên lẩm bẩm mấy tiếng rồi nói: Em đã ra lệnh con cháu thu độc lại rồi, anh yên tâm. Đồng cầm theo cây gậy vàng dẫn Kiều Liên ra khỏi hang động, đi về làng An Hạ. Nơi đó sương mù đã tan biến đi từ lâu, bỏ lại một vùng đất đan sậm vì độc. Về đến làng, mọi người reo hò vui sướng. Chẳng ai biết vì sao làn sương lại tan biến. Họ quỳ khấu tạ trời đất, thổ thần và sơn thần. Còn Đông dẫn Kiều Liên về thư chuyện với cha mẹ. Ông Hạ, bà Hoa vô cùng ngạc nhiên vì con mình đi rừng lại bắt được vợ. Nhưng Đông lại nói: Cái duyên cả đời con là gặp được cô ấy. Một đám cưới nhỏ diễn ra với niềm hân hoan vô bờ của dân làng và nhà Đông. Kể từ đó làng An Hạ thoát khỏi sương mù, các làng xung quanh bắt đầu đi đến trao đổi hàng hóa. Làng An Hạ trở nên vui tươi, nhộn nhịp hơn. Một năm sau, Kiều Liên sinh đôi, một trai một gái. May mắn là chúng đều bình thường, không có gen của Kiều Liên. Hạnh phúc vỡ òa khi trong nhà có tiếng khóc trẻ thơ. Hai người cũng quên đi quá khứ của mình, hạnh phúc với hiện tại. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe nhé. Và tối ngày mai chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau với những câu chuyện khác trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm vào lúc 21 giờ nhé. Quý vị nhớ đón nghe theo dõi tất cả các tập truyện trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm và trên kênh Nhà Ma của Thuận nhé. Mỗi một câu chuyện đều là những cái bài học rất là hay, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị.